Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Hội Người mù thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khiếm thị thủ đô, được sự quan tâm, giúp đỡ của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và sự nhất trí của Ban Thường vụ Hội Người mù Hà Nội. Hôm nay, Hội Người mù thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn một số kỹ năng cơ bản trong việc phòng chống tội phạm nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật và những kỹ năng cần thiết trong việc chủ động phòng chống tội phạm cho cán bộ, hội viên Hội Người mù thành phố Hà Nội. Đến dự với hội nghị hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Ông Lê Trung Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người mù Việt Nam, Chủ tịch Thành hội Hà Nội. Bà Đỗ Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Bà Dương Thị Thắm, Chuyên viên Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Đặc biệt, đến dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho hội nghị của chúng ta hôm nay, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu Trung tá Thạc sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, Tổng cục Chính trị Bộ Công an. Tới dự hội nghị hôm nay còn có các ông bà, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người mù thành phố cùng gần 200 đại biểu đến từ gần 30 đơn vị trên địa bàn thành phố. Xin đề nghị hội nghị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng sự có mặt của các vị khách quý và quý vị đại biểu tham dự hội nghị ngày hôm nay. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội lên phát biểu khai mạc. Xin kính mời ông. Kính thưa Trung tá Thạc sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, Tổng cục Chính trị Bộ Công an. Kính thưa nhà giáo Đỗ Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Kính thưa đồng chí Dương Thị Thắm, đại diện cho Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành hội, Ban Chấp hành các quận huyện và các quý vị đại biểu. Nhân dịp mà cả nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và 70 năm thành lập Công an Nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2015. Hôm nay thực hiện cái chương trình công tác phổ biến pháp luật được Sở Tư pháp quan tâm, tạo điều kiện và thực hiện cái chương trình làm việc của Hội Người mù thành phố trong năm 2015 về việc phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cho toàn thể cán bộ, hội viên Hội Người mù thành phố. Hôm nay thì Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu phối hợp với Thành hội Người mù Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến về một số vấn đề liên quan đến pháp luật và liên quan đến tội phạm học. Trước tiên, thay mặt cho Ban Thường vụ Thành hội, xin được kính chúc Trung tá Thạc sĩ Đào Trung Hiếu, xin kính chúc nhà giáo Đỗ Thị Thủy, kính thúc đồng chí Dương Thị Thắm cùng toàn thể các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, chúng ta đều biết là từ khi thành lập nước đến nay, và đặc biệt là sau khi hòa bình lập lại năm 1954 và năm 1975 thì cả nước thống nhất, nền kinh tế của chúng ta nói chung phát triển, an ninh chính trị được giữ vững. Đó là một thành công rất lớn của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền. Trong đó không thể không nói đến lực lượng Công an Nhân dân của chúng ta làm rất tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta mở cửa và nền kinh tế phát triển thì cũng kéo theo cái khuyết tật của kinh tế thị trường. Bởi vậy, đời sống của nhân dân được nâng lên thì các loại tội phạm hình sự cũng có cái sự phát triển đột biến, manh động và rất là tàn bạo cũng như là dã man. Tội phạm hiện nay được trẻ hóa rất nhiều. Bởi vậy cho nên là cái công tác giáo dục pháp luật nói chung, đặc biệt giáo dục về luật hình sự,
các cái thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm hình sự chúng tôi cho là một việc làm rất cần thiết. Thì hôm nay Hội Người mù thành phố Hà Nội phối hợp với trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Sở Tư pháp, thì chúng tôi mời các đại diện của các quận huyện hội trong thành phố và một số quý đại biểu đến để mà chúng ta trao đổi về phương thức thủ đoạn của các tội phạm hình sự, các biện pháp phòng ngừa xử lý thế nào đó cho hợp lý, để cái mục tiêu đầu tiên ý, là giữ được an toàn tính mạng của chúng ta, giữ được tài sản và giữ được từng ngôi nhà của chúng ta được êm ấm hạnh phúc, góp phần vào ổn định xã hội. Thế thì hôm nay thì chúng tôi có mời thạc sĩ Trung tá Đào Trung Hiếu, người mà có rất nhiều các cái hoạt động thực tế trong phòng chống tội phạm. Anh Hiếu thì trước đây đã từng là đội phó đội trọng án của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố. Hiện nay thì Trung tá Hiếu thì công tác tại Tổng cục Chính trị Bộ Công an, là một cái nơi mà phụ trách về vấn đề xây dựng lực lượng công an nhân dân, phụ trách về vấn đề tuyên truyền các chính sách của Đảng đối với lực lượng công an nhân dân và đối với cả xã hội. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng muốn một đổi mới, là chúng tôi mời Trung tá Đào Trung Hiếu sẽ cùng với tất cả các quý đại biểu chúng ta có một cái hội thảo trao đổi giữa báo cáo viên là một người có kiến thức rất sâu về thực tế, về lý luận trong vấn đề phòng chống tội phạm. Đối với chúng ta, một số câu hỏi thì chúng tôi đã gửi trước cho các đồng chí rồi, và rất mong rằng chúng ta hôm nay có sự tương tác giữa hai bên để làm thế nào đó chúng ta hiểu thật sâu các phương thức thủ đoạn của tội phạm hình sự, và chúng ta nắm thật chắc những phương thức phòng ngừa ứng xử trong trường hợp cần thiết đó. Thế do đó là rất mong rằng các quý vị đại biểu ở đây chúng ta sẽ thường xuyên có cái trao đổi, có cái tương tác, và chúng tôi hy vọng rằng sau hội nghị ngày hôm nay thì chắc là cái việc mà tuyên truyền pháp luật nói chung và phòng chống các loại tội phạm trong tình mới thì rất mong được Sở Tư pháp, rồi là trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu cũng như Hội Người mù thành phố chúng ta quan tâm và sẽ có những cái hoạt động tiếp theo. Vì trong khi ngồi trao đổi với Trung tá Đào Trung Hiếu thì chúng tôi cũng đã có những cái thống nhất với nhau về sắp tới có thể chúng ta có những hoạt động nó phong phú, thiết thực và gắn với cái cuộc sống của chúng ta. Thế và hy vọng rằng là cũng sau hội nghị này thì cái việc mà chúng ta phòng chống tội phạm hình sự tốt hơn và góp phần vào giảm thiểu cái tội phạm hình sự trong xã hội của chúng ta để hướng tới một xã hội tốt đẹp. Cũng xin báo cáo thêm với hội nghị là hôm nay thì có rất nhiều các cán bộ chuyên môn sáng mắt của thành hội, các quận huyện, và cũng đa số có mặt sự hiện diện của các cán bộ hỏng mắt trong hội chúng ta. Thì tôi cũng xin giới thiệu hôm nay là Trung tá Thạc sĩ Đào Trung Hiếu mặc bộ quân phục công an rất là trang trọng, rất lịch sự đến chúng ta. Thế sau đây thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời Trung tá Thạc sĩ Đào Trung Hiếu sẽ cùng với hội nghị chúng ta hôm nay trao đổi về các phương thức thủ đoạn và cách ứng xử khi mà chúng ta gặp những tình huống đặc biệt về tội phạm hình sự trong gia đình, cũng như là tin chắc rằng là trong cái minh họa của anh Đào Trung Hiếu thì sẽ có nói thêm về một số vụ án gần đây nhất mà được dư luận cũng như là chúng ta rất quan tâm, ví dụ như vụ án ở Bình Phước, thế rồi vụ án ở trong biên giới Việt Lào, và gần đây cách đây có hơn một tuần thì cũng có một cái vụ án mà một cái anh chồng ở Bắc Ninh cắt gân tay của vợ, thế
thế rồi ứng xử một cách rất là tàn ác. Thì chắc là anh Hiếu sẽ có cung cấp thêm một số thông tin mới nhất đối với chúng ta. Thế xin trân trọng kính mời Thạc sĩ Đào Trung Hiếu và chúc cho hội nghị của chúng ta, buổi thảo luận của chúng ta hôm nay sẽ thu được nhiều kết quả. Xin được trân trọng cảm ơn các quý đại biểu và cảm ơn các đồng chí có mặt tại hội nghị hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin gửi đến các bác, các anh chị, các bạn có mặt tại hội nghị hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc các vị tại Thành hội Người Khiếm thị Hà Nội cũng như gia đình bình an, và các bác luôn là một cái tấm gương cho xã hội soi vào về nghị lực sống. Hôm vừa rồi tôi có cuộc trao đổi ngắn với anh Quyết và tôi cũng chia sẻ một câu chuyện ngày hôm qua. Trước khi tôi đến với hội nghị thì tôi có trao đổi với anh Thư ký Chủ tịch nước cái kế hoạch ngày hôm nay sẽ làm việc với Thành hội Người mù Hà Nội. Thế và anh cũng có chuyển lời với tôi, nói về cái nghị lực sống rồi những cái cố gắng vươn lên cho cuộc sống của các anh các chị các bác. Tôi xin hỏi tất cả các bác, các anh các chị tại hội trường, trong số chúng ta ở đây có ai không quan tâm đến những vụ trọng án như Lê Văn Luyện, như Nguyễn Hải Dương, như Vi Văn Mằn, như vụ án đối tượng Bảo ở Quảng Trị vừa xảy ra gần đây? Có bác, có anh, các chị nào ở đây không quan tâm đến các vụ án này không thì xin giơ tay ạ. Cả một hội trường cũng rất đông mà tôi thấy là không có một cánh tay nào giơ lên. Tôi xin hỏi tiếp câu thứ hai. Thế các bác, các anh chị nào trong số chúng ta quan tâm đến những vụ án này? Xin giơ tay ạ. Tôi thấy 100% rồi. Tôi thấy 100%. Vậy thì tôi xin hỏi một bác, lý do vì sao các bác quan tâm đến những vụ án này? Vì sao các bác lại quan tâm đến những vụ án này, mặc dù nó không xảy ra đối với nhà mình, không xảy ra với họ hàng nhà mình, quê hương mình, nhưng tại sao lại thu hút được sự quan tâm của các bác? Thưa các bác, anh chị, thưa các vị khách quý, là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề tội phạm ấy là cái mà tất cả mọi người đều quan tâm. Và riêng với cá nhân tôi thì hàng ngày tôi đều đọc báo, theo dõi các tin tức thời sự, trong đó cũng có cái phần về các cái tội phạm, để mình cũng phải xem để biết có những cái mà mặt trái của xã hội và có những cái mà chúng ta cũng phải học hỏi những cái kinh nghiệm phòng chống tội phạm ở trên báo chí, để chúng ta có phổ biến lại những người trong gia đình mình, và mình cũng có những cái phương án để phòng chống tội phạm. Khi mà mình gặp phải những cái tình huống như thế thì mình phải xử lý thế nào? Vì trên báo chí cái trang về an ninh ấy, là rất nhiều cái mục này, là chúng ta hàng ngày ra ngoài đường là cũng phải gặp những sự cố, nếu có thể bất kể ai cũng có thể bị, và chúng ta cũng có thể bị, cũng như ở nhà thì cũng có thể cũng có những cái mà bất chắc xảy ra. Cho nên là cái việc mà nắm bắt thông tin để trên cơ sở đó mình nắm được để mà mình phòng chống tội phạm cho người thân, cho gia đình mình, thì cái chuyện đấy là cái chuyện mà hàng ngày tôi nghĩ là tất cả các vị ở đây đều quan tâm. Tôi suy nghĩ như vậy, tôi xin hết ạ. Cảm ơn anh, xin hội nghị một tràng pháo tay. Vâng, suy nghĩ của anh chính là lý do hôm nay tôi đến với các bác, các anh, các chị. Tội phạm xảy ra có thể ở bất cứ đâu, bất cứ ngôi nhà nào, không trừ một, nó không kiêng nể một gia đình nào cả. Nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Ngày hôm nay có thể nó xảy ra trong Bình Phước, có thể xảy ra trong Nghệ An, có thể xảy ra ở Bắc Giang, nhưng ngày mai biết đâu nó lại xảy ra ở nhà mình. Do đó, việc trang bị những kiến thức cần thiết để ứng xử trong những tình huống phải đối mặt với tội phạm là một điều hết sức cần thiết. Nó là thứ mà có thể bảo vệ được chúng ta. Lúc đó thì không thể có công an nào có mặt được. Chỉ một mình chúng ta đối mặt với tội phạm, thế chúng ta ứng xử thế nào? Tôi xin kể một chút về câu chuyện một vụ án thảm khốc, đó là vụ Lê Văn Luyện. Tất cả các bác chắc đều đã biết. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2011 xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, Lục Lam, Bắc Giang. Khi đối tượng Luyện đầu tiên xâm nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích
là với mục tiêu là để trộm cắp tài sản. Đối tượng có mang theo một con dao nhọn và một con dao phớ. Thế thì khi đối tượng xuống tầng 1 để kiểm tra hệ thống tủ vàng thấy khóa, lên nghĩ rằng tầng 2, vào tầng 2 thì xác định gia đình ngủ, lên tầng 3 đang tìm cách loay hoay cắt cầu dao điện rồi cắt camera, thì đúng lúc đó anh chủ nhà mang cái chậu quần áo từ tầng 3 lên, từ máy giặt lên tầng 3 để phơi. Ngay khi gặp đối tượng Luyện thì anh phản ứng đầu tiên của anh ấy khi gặp đối tượng lạ trộm cắp xuất hiện trong nhà, thì phản ứng một cách bản năng của anh ấy là anh xông thẳng vào đối tượng. Anh la hét và anh xông vào, anh đánh bắt nó. Và sau đó là gì? Đối tượng ngay lập tức rút dao chém ngay. Chém, tấn công, hai bên giằng co. Anh ấy cũng giật được một con dao nhọn của nó và văn nó dùng con dao phay chém chết anh đó. Chị vợ sau khi nghe thấy la hét đánh lộn trên tầng trên thì chạy lên, và đối tượng Luyện cũng tiếp tục chém. Sau khi đối tượng chém chết hai vợ chồng ở tầng trên thì cháu bé rất là thông minh. Có một cháu bé rất là thông minh dùng điện thoại để gọi điện cho công an, bấm máy gọi công an. Thì đúng lúc đó đối tượng nó đi xuống tầng 2 và nó phát hiện ra và nó chém cháu ấy một nhát vào tay và một vài nhát vào người. Thì lúc đó là cháu ấy nó nằm im giả chết. Và vì lúc đó vì điều kiện tối trời nên đối tượng nghĩ rằng cháu đã chết nên không tiếp tục chém cháu. Nhưng còn một cháu bé cuối cùng 18 tháng tuổi, vì tiếng khóc của cháu, cháu khóc la hét rất to, cháu rất sợ, và đối tượng đã đang tâm ra tay giết hại cháu bé khi cháu mới 18 tháng tuổi. Và đây là một vụ án thảm khốc, một ví dụ kinh hoàng về tội phạm chưa thành niên tại Việt Nam trong những năm gần đây. Thế thì với tư cách là những chuyên gia, cũng xin mở ngoặc với các bác một chút là thời điểm xảy ra vụ án Lê Văn Luyện thì tôi đang công tác tại đội điều tra trọng án của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội số 7 Thiền Quang. Và Công an Hà Nội được Bộ Công an triệu tập tham gia ban chuyên án để điều tra vụ án Lê Văn Luyện. Thế và chúng tôi phụ trách, bản thân tôi dẫn một tổ công tác là chặn, phụ trách ở bến xe Mỹ Đình chặn đón lõng Lê Văn Luyện. Nếu như nó chạy về Hà Nội thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm bắt đối tượng tại Hà Nội. Thế thì nhưng sau đó đối tượng nó lại trốn sang Trung Quốc như các bác đã biết, và sau đó ta câu nhử ta bắt về được. Vào ngày 18 tháng 4 vừa rồi thì tôi vừa có một chuyến công tác vào trong trại giam số 3 của huyện Tân Kỳ, Nghệ An, là trại giam của Bộ Công an, và tôi đã làm việc với Lê Văn Luyện rơi vào hơn một tiếng đồng hồ. Các bác có thể đọc lên trên mạng internet có một cái bài tôi viết khi tôi trong toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và Lê Văn Luyện tại cái buổi gặp hôm đó. Thế thì trở lại cái chủ đề ngày hôm nay, qua cái ví dụ vụ Lê Văn Luyện thì ta thấy chủ nhà sai ở chỗ nào. Vụ án này thảm khốc lắm rồi, ai cũng biết kết quả của nó rồi. Thế nhưng tôi muốn hỏi các bác tư duy giúp tôi một chút. Trong vụ án này, trong vụ án Lê Văn Luyện, mà thôi nói như này cho dễ hiểu này, giả sử như Lê Văn Luyện đột nhập vào nhà các bác, ngay khi phát hiện ra Lê Văn Luyện các bác sẽ làm gì? Tôi xin hỏi một bác. Xin bác nào có ý kiến xin mạnh dạn giơ tay ạ. Vâng, để ta cùng trao đổi. Ta trao đổi như này, ta sẽ nắm được các cái kỹ năng hơn là tôi nói một chiều và các bác chỉ nghe. Ta trao đổi như này nó sẽ tốt hơn. Xin một bác nào cho ý kiến ạ. Nếu như Lê Văn Luyện vào nhà các bác cũng trong tình trạng nửa đêm về sáng như thế, nhìn thấy một đối tượng lạ đang hí húi ở tầng trên, tầng dưới, phòng khách, phòng ngủ, thì các bác ứng xử thế nào? Thì xin các bác trả lời rất ngắn, là các bác có 3 sự lựa chọn này. Lựa chọn thứ nhất là các bác sẽ xông vào đánh nó ngay. Lựa chọn thứ hai là các bác chạy thẳng về phòng, nhìn thấy nó rồi nhưng không đánh gì cả, chạy thẳng về phòng, khóa cửa lại, chui trong phòng và bật điện sáng gọi công an. Đấy là giải pháp thứ hai. Giải pháp thứ ba là bác lay hoay, bác đi tìm gậy và bác thủ thế. Bác bảo tao biết mày vào nhà tao rồi, nhưng bác không đánh nhưng bác cũng không trốn. Thì có 3 cái sự lựa chọn đấy, thì xin các bác chọn một trong 3 cách ứng xử.
Các bạn chọn phương án là mấy ạ? 2 hay 3 nào? Nào ai biểu quyết cho 2 xin giơ tay ạ? Ai biểu quyết cho 3 xin giơ tay ạ? Biểu quyết 3 có một bác thôi. Tôi thì tôi cũng theo số đông. Tôi cũng biểu quyết cho phương án 2. Để chống đột nhập trong những tình huống tội phạm đã đột nhập vào nhà là những tình huống hết sức nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ đối tượng chủ động, còn ta bị động. Đối tượng đã có hung khí trên người. Tại vì bất cứ một tên trộm đột nhập hay cướp đột nhập vào nhà nào thì cũng đều mang trên người những vũ khí hết sức nguy hiểm, như súng, như dao, như súng bắn điện, như dùi cui. Tóm lại nó luôn luôn có đồ, mà tôi gọi là đồ nóng, đồ lạnh, đều có đồ dắt trong người. Trong khi đó ta hoàn toàn bị động, thậm chí ta đang mặc quần áo ngủ, thậm chí các đôi vợ chồng mới cưới thì chưa chắc đã mặc quần áo. Thế thì những tình huống đấy ta ứng xử thế nào? Đối phương thì hoàn toàn chủ động, còn ta thì hoàn toàn bị động. Thế thì tôi vừa hỏi các bác và các bác bầu cho phương án 2 thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Phương án ứng xử khôn ngoan nhất trong tất cả những tình huống bị gia đình bị đột nhập, các bác trước hết phải xác định phương châm này: tiền mất thì có thể làm lại được, nhưng mạng sống chỉ có một lần. Mạng sống chỉ có một lần. Tiền là thứ vật ngoại thân, khi đã mất đi ta hoàn toàn có thể làm lại, nhưng người đã chết thì không bao giờ lấy lại được. Do đó, với tư cách một chuyên gia, tôi khuyến cáo tất cả các bác và thành viên gia đình là gì? Đừng vì tâm lý luyến tiếc tài sản mà cố tình xông ra bắt giữ các đối tượng đột nhập. Bởi vì điều tôi tư vấn vừa rồi nó xuất phát từ tâm lý tội phạm. Chúng tôi là cảnh sát hình sự và chúng tôi có khoảng thời gian gần 20 năm trực tiếp đấu tranh với các đối tượng giết cướp, đối tượng gây trọng án. Và chúng tôi cũng làm đề tài thạc sĩ luật về tội phạm học. Chúng tôi cũng có cái điều kiện nghiên cứu rất sâu về cái tâm lý học hành vi. Tâm lý học hành vi là một bộ môn chuyên ngành của lực lượng cảnh sát điều tra, học rất kỹ. Khi để điều tra ra một vụ án thì buộc chúng tôi phải hiểu được tâm lý đối tượng. Nó nghĩ gì và nó định làm gì thì chúng tôi phải đoán được. Thế và trên cơ sở tâm lý của đối tượng và trên cơ sở những cái thực tế đã trải nghiệm thì chúng tôi rút ra một cái quy luật tâm lý của các đối tượng phạm tội. Khi đột nhập vào nhà, đối tượng luôn luôn có 3 cái dấu hiệu về tâm lý như sau, và các bác hết sức nhớ nhé. Những cái thứ này mà không phải những người trực tiếp làm án kể với các bác thì cũng có thể không ai kể được với các bác đâu. Cái thứ nhất, khi đột nhập vào một gia đình để trộm cắp tài sản thì đối tượng, tâm lý của đối tượng phạm tội luôn luôn muốn hướng đến tài sản. Tài sản là mục tiêu để đối tượng hướng đến. Đó là cái sức hấp dẫn, cái lực hấp dẫn để hút đối tượng nó đến nhà các bác. Đối tượng Lê Văn Luyện đột nhập vào tiệm vàng để làm gì? Để lấy vàng, để trộm cắp tài sản. Do đó, tâm lý đối tượng đầu tiên, đối tượng phạm tội khi đã vào một gia đình nào đó là đầu tiên nó muốn nhắm đến tài sản. Trên thực tế chúng tôi điều tra các cái vụ án trọng án giết cướp ấy, rất nhiều đối tượng khai: em không có ý định giết các bác ấy đâu, nhưng vì các bác ấy xông vào, các bác bắt em, các bác ấy đánh em, các bác bắt em, các bác hô hoán, và em đứng trước cái khả năng em sẽ bị bắt, em sẽ bị đi tù, buộc em phải tự vệ. Nó nói thật đấy. Do đó một tâm lý thứ hai của tội phạm khi đột nhập vào nhà là gì? Tâm lý lo sợ. Lo sợ bị bắt giữ, lo sợ bị phát hiện, do đó nó phải lén lút. Do đó nó phải, tại sao nó phải lửa đêm nó trèo vào, sao nó đập cửa, nó phá cửa nó vào? Vì chủ nhà động, chủ nhà biết, nó phải trèo từng tung, nó phải cậy cửa để nó chui xuống. Thế đấy, đấy là tâm lý lén lút của nó. Nó không muốn đối mặt với chủ nhà đâu, nó không muốn bị bắt. Thế thì hành động của anh chủ tiệm vàng kia đã vô tình kích hoạt nỗi sợ trong sâu thẳm tâm lý đối tượng. Vì Lê Văn Luyện sợ bị bắt và chủ nhà lao vào tấn công đã kích hoạt nỗi sợ hãi bên trong, và nó biến,
biến ra bên ngoài bằng hành vi chống trả. Và các bác biết rồi, khi mà con người ta đứng ở cái ranh giới bản năng ấy, bản năng tự vệ nó khủng khiếp lắm. Lúc ấy bằng mọi giá phải chạy được, bằng mọi giá phải an toàn, chứ không bắt đi tù thì chết. Thế là có dao là dùng dao, có kiếm dùng kiếm, có gạch dùng gạch. Tóm lại là phải vô hiệu hóa nguồn nguy hiểm đang xảy ra đối với mình, chính là sự tấn công của chủ nhà. Thế thì từ cái đặc điểm tâm lý này của đối tượng, đó là tâm lý sợ hãi đối tượng ấy, thì tôi khuyên các bác đừng làm gì để đối tượng bị kích động. Đó là một nguyên tắc hết sức quan trọng. Đầu tiên xác định tiền không quan trọng bằng tính mạng. Đấy là điều đầu tiên. Phương châm chỉ đạo mọi hành động của chúng ta đó là phải bảo toàn tính mạng, sự an toàn về thân thể của bản thân và các thành viên trong gia đình. Đấy là ưu tiên số 1. Từ xác định một cái nguyên tắc như vậy thì ta sẽ đi tiếp đến một phương châm ứng xử thứ hai. Đó là không làm gì để đối phương bị kích động. Hành động xông vào, tấn công, bắt giữ đối tượng là một hành động dưới con mắt chuyên gia tội phạm học như chúng tôi là một hành động thiếu khôn ngoan, là một hành động ẩn chứa đầy những rủi ro. Anh đăng tay không, thậm chí trên người anh không có quần áo mà anh xông vào anh bắt một thằng mà dao nó cầm trên tay thì đấy là một điều dại dột. Và trong những vụ án như vậy, lỗi của nạn nhân phần nhiều. Nếu xét dưới khía cạnh kỹ năng ứng xử, hiện nay tôi đang chủ biên, chủ trì viết một cái công trình nghiên cứu có tên là Mẹo Thoát Hiểm. Tôi đang viết một cuốn sách với sự cộng tác của lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc, các đồng đội, các bạn bè cũ của tôi, các chuyên gia tâm lý và các võ sư của môn phái võ Nhất Nam thì đang cùng với tôi để xây dựng một cái cuốn sách, hy vọng sẽ trở thành một cuốn sách cẩm nang giải quyết, tư vấn cho tất cả, cho độc giả những cái kỹ năng thoát hiểm trong tất cả các tình huống tội phạm phổ thông thường xảy ra trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như vừa rồi tôi viết một cái bài về chống hiếp dâm. Cái chuyện này là chuyện các cô gái trẻ, rồi phụ nữ, rồi trẻ em gái là cần phải hết sức quan tâm. Rồi tôi viết bài về chống cướp xe ôm. Thậm chí đã bị đâm dao vào người rồi làm cách nào để thoát hiểm. Thì bọn tôi là những người mà trực tiếp đã bắt những bọn cướp, bọn tội phạm. Thì bọn tôi phát hiện ra những cái thứ mà có thể giúp bà con, tư vấn cho bà con cách có thể thoát hiểm trong những tình huống gang tấc. Trở lại với vấn đề đầu tiên, hôm nay tôi dự kiến sẽ trao đổi với các bác, nếu còn thời gian thì sẽ trao đổi với các bác 4 cái chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất là chống đột nhập để bảo vệ sự an toàn trong gia đình của các bác. Chuyên đề thứ hai là chống cướp trong nhà. Đột nhập và cướp khác nhé, đột nhập vào là trộm. Chẳng hạn như Lê Văn Luyện là đầu trộm đuôi cướp, đầu tiên nó vào nó ăn trộm, nhưng sau đó bị chủ nhà bắt thì nó mới đánh lại và nó chuyển hóa thành tội cướp. Thế còn cái chuyện cướp là một chuyện khác. Chuyện cướp là chuyện của Bình Phước vừa xảy ra. Vào nhà là có ý định giết chủ nhà ngay. Thì tí nữa tôi sẽ phân biệt với các bác là thế nào là cướp quen và thế nào là cướp lạ. Cướp lạ khác, cướp quen khác. Cướp là người quen của mình đến nhà thì nó sẽ phải nghĩ nó giết mình trước thì nó mới lấy đồng đồ. Vì nó mà tha cho mình thì mình ngày mai mình tố cáo nó ngay. Do đó là cướp quen bao giờ cũng nhằm mục tiêu giết chủ nhà trước rồi mới lấy tài sản. Nhưng cướp lạ thì chỉ cần tài sản thôi. Nếu chủ nhà ngoan ngoãn, hợp tác, nó tha. Nó cũng thừa biết là nó giết người thì nó sẽ án dựa cột. Và bây giờ án tiêm thuốc độc, nó phải đối diện với cái chết ngay. Do đó nó cũng không dại gì cả. Do đó nếu mà mình không kích động vào nỗi sợ bên trong nó thì nó cũng không phản ứng lại đâu. Đấy thì cũng chia sẻ với các bác thế. Thế còn trở lại cái chuyên đề về chống đột nhập, bài đầu tiên thì tôi sẽ dự kiến là bài đột nhập này, bài chống cướp này, bài chống cướp giật và bài chống trộm cắp xe máy. Tôi nghĩ rằng 4 cái chuyên đề này nó gần gũi với đời sống dân sinh, nó gần gũi với đời sống hàng ngày của các bác. Thì các bác có thể là những người khiếm thị, các bác không trực tiếp điều khiển xe máy, thì bác có thể về các bác chia sẻ lại với con cháu, vợ con về cái cách làm sao đấy để mình giữ được cái xe máy của mình. Xe máy nói gì nói, đấy là một khối tài sản tương đối lớn cho một gia đình. Và bây giờ trộm cắp xe máy thì khủng khiếp.
nó xảy ra hàng ngày, mà bọn tôi thống kê mỗi một ngày tại Hà Nội có những thời điểm nó xảy ra 40-50 vụ trộm cắp xe máy một ngày, chưa kể các tỉnh, rồi các đường dây bọn tôi là nhảy xe, rồi thì luộc xe, rồi thì phân kim, tức là nó phá tan cái xe ra, mỗi thứ nó bán một nơi, rồi thì nó làm rất nhiều thứ, tức là tất cả những cái thủ đoạn phạm tội của đối tượng ấy thì bọn tôi cũng đều đã có những cái sự khảo sát, nghiên cứu, đánh giá. Thế thì trước mắt là tôi sẽ chia sẻ với các bác chuyên đề đầu tiên là chống đột nhập. Thế thì trở lại với vấn đề chống đột nhập, thì tôi vừa nói với các bác về vấn đề tâm lý của đối tượng. Ta ứng xử là ứng xử trên cơ sở tâm lý đối tượng, chứ không phải là ta ứng xử mò. Ta biết nó sợ thì ta đừng động vào nó, để đừng để nó kích động lên. Thế và cũng nói với các bác một chút về cái thủ đoạn của tội phạm đột nhập. Tội phạm đột nhập thì nó có tựu chung lại, nó có mấy loại này. Thứ nhất, tức là nó tận dụng các cái sơ hở của gia đình chúng ta. Đấy, tận dụng cái sự sơ hở, cái sự lỏng lẻo, sự không chắc chắn của hệ thống cửa giả. Cái nhất. Thứ hai, nó tận dụng những cái sơ hở, chẳng hạn như các bác ban ngày, các bác đi làm về, các bác cho cái xe vào nhà, các bác đóng khép hờ cái cửa, các bác đi lên tầng. Thế là bọn nó vào rất đơn giản, nó mở cửa một cách đàng hoàng để nó vào. Nếu các bác mà phát hiện nó bảo vâng cháu đi tiếp thị, cháu đi bán ga, nhà bác cần thay ga chưa, bảo không, tôi không ga ghiếc, vâng thế chào các bác thì cháu về. Nhưng nếu như không có sao, cái xe máy là cái đầu tiên nó quan tâm, mà đặc biệt các bác gái đi về là cái lười không rút cái chìa khóa ra, vẫn cho xe vào nhà phát để nguyên chìa khóa ở ổ khóa, là một phát là nó dắt ra ngay. Rồi thì những cái thứ nhẹ nhẹ, điện thoại này, túi sách này, những cái thứ mà để ở tầng 1 ấy, tiện là các cháu khênh ngay. Rồi điều khiển tivi, điều khiển điều hòa, những thứ đấy là rất nhanh, cho vào bị ngay lập tức và lượn ra ngoài. Đấy là một hình thức đột nhập, nó công khai. Nó đột nhập một cách công khai, ban ngày. Lợi dụng cơ sở các bác nó xông thẳng ra nhà, gõ cửa, không thấy trả lời, mở cửa đi vào như khách. Mình xuống, mình bảo, ơ trộm mà không, cháu đến cháu tiếp thị. Mình chả có cớ thì bắt nó cả. Đó là cái nhất. Tình huống đột nhập thứ hai, mà tình huống đột nhập là phổ biến, đó là đột nhập theo kiểu Lê Văn Luyện. Các đối tượng nó thường lợi dụng các cái cây xanh, các cái trụ điện nó ở gần nhà chúng ta, là nhiều nhà gần phố có các cái cột điện này, các cái cây bên ngoài ranh giới nhà mình, nhưng mà nó chìa vào được. Thằng Luyện nó trèo lên cái cây để nó bước lên tầng 3 nhà tiệm vàng Ngọc Bích chứ chứ phải nó đi tầng 1 lên đâu. Đó, tức là nó sẽ lợi dụng các cái địa hình địa vật thuận lợi để nó có thể nó đu sang trên tầng thượng nhà mình. Và gần hết, hầu như các vụ đột nhập đều bằng con đường phá cửa tầng tung và phá cửa sổ. Tôi chia sẻ với các bác, bọn tôi đã từng cho một nhóm trộm nó thực nghiệm điều tra, tức là nó mô tả lại hành vi phạm tội nó bằng cách là nó phá một cái cửa kính. Các bác nhà chúng ta thường là có một cái cửa kính này, bên trong là có lan sắt này, và bên trong nữa là có cái tay mở, đúng không ạ? Các đối tượng nó phá như sau. Nó dùng một cái đèn khò, cái đèn khò của thợ Kim Hoàn á, nó khò xịt, nó phụt vào cái kính cho nó nóng lên. Xong rồi thì nó ngậm một cái chai, một cái ngụm nước Navi, nó phụt vào cái chỗ mà nó vừa khò nóng ấy, thì nóng gặp lạnh đột ngột nứt kính. Xong nó dùng băng dính nó áp vào, nó dùng cái băng dính ấy, nó áp vào cái vùng mà kính đã nứt ấy, và nhẹ nhàng nó lôi ra, không có một mảnh kính nào rơi xuống đất tạo thành tiếng động, bởi vì sao, đã dính hết vào trong cái băng dính rồi. Thế và khi đã thủng ra một lỗ thì động tác còn lại là luồn tay vào trong, mở khóa trong như chủ nhà. Đấy là một cách đột nhập. Tất cả các đối tượng đột nhập đều có những cái đồ như sau. Một, vam phá khóa. Vam phá khóa. Thứ hai, các loại xà cầy, xà beng nhỏ. Thứ ba, mỏ lết, kìm, dao, đặc biệt là dao. Và các đối tượng, nhiều đối tượng còn mang theo gậy điện, súng điện, cái súng bắn điện mua của Trung Quốc ở Lạng Sơn, biên giới bán rất nhiều.
và chính thằng Hải Dương khống chế gia đình ông Mỹ vừa rồi ở trong vụ Bình Phước ấy, là bằng súng điện. Đó, ngay lập tức là nó có thể làm cho chủ nhà tê liệt ngay, hết sức nguy hiểm. Thế thì tôi đang trở lại về cái thủ đoạn đột nhập của đối tượng là chủ yếu nó phá cửa từng tung nó chui vào. Và thế còn ở tại các cái khu nhà trọ của sinh viên ấy, người nhập cư thì thường là ban ngày, quy luật ban ngày cả cái dãy trọ đi vắng, cửa nhà trọ thì bao giờ cũng lỏng lẻo, thì chỉ cần một cái kìm cộng lực ấy, bách vào khóa, mở khóa đi thẳng vào trong, nó phá cửa chính. Các đối tượng đột nhập thì luôn luôn ít nhất phải có hai thằng trở lên, trừ vụ Lê Văn Luyện là cái vụ nó rất manh động. Thế còn theo quy luật thì các đối tượng đột nhập luôn luôn hoạt động dưới dạng băng nhóm, băng ổ nhóm có từ hai tên trở lên. Độ tuổi bình quân theo khảo sát của chúng tôi nó rơi vào từ 15 đến 30 là cái độ tuổi phổ biến nhất của các đối tượng đột nhập. Vì muốn đột nhập vào được phải có sức khỏe, chứ cụ 70 không đột nhập được đâu. Cụ 70 thì chỉ có tiện thì nhặt thôi, chứ bảo là đột nhập vào để, tại vì đã đột nhập là phải đối diện với nguy cơ đánh nhau với chủ nhà, mà muốn đánh nhau chủ nhà phải có sức khỏe chứ. Do đó đối tượng thanh thiếu niên là những đối tượng chính, thường là tác giả của những vụ án đột nhập. Thế thì cái thủ đoạn hoạt động nó như sau: khi nó đã hoạt động theo băng ổ nhóm thì trước khi gây án bao giờ đối tượng cũng có biện pháp tăm tia. Các đối tượng sẽ phải đi vòng vèo quanh khu dân cư, nó nắm xem là địa bàn này dân cư thế nào, cư trú ra sao, chủ nhà này cái cửa nào, cửa chính thì đóng rồi nhưng cửa trên vẫn mở, đặc biệt là những cửa sổ, cửa tum, nó quan sát, à nhà này là hở rồi, ban ngày nó đi lượn vài vòng nó tăm, bọn tôi gọi đi tăm tia đấy. Thế và để ban đêm nó vào việc, thằng Luyện trước khi gây án, thằng Dương trước khi gây án, rồi thì vụ vừa rồi, đặc biệt là vụ vừa rồi sự xảy ra ở huyện Hướng Hóa đấy, hôm mùng 7 tháng 8 vừa rồi đấy, giết chết mấy người đấy, thì đối tượng trước khi gây án luôn luôn tâm phải đi tâm tia, mục tiêu nó định tấn công. Và đây chính là một căn cứ để chúng tôi đưa ra các khuyến nghị để phòng ngừa tội phạm. Đây chính là một dấu hiệu lâm sàng, nói theo giọng của người y, trước khi ung thư phát ra, trước khi bệnh gan phát ra, mắt bao giờ cũng vàng, đúng không ạ? Có đúng không bác? Đấy là những dấu hiệu đi liền trước của bệnh tật. Thì một vụ án cũng vậy thôi, trước khi xảy ra một vụ án đột nhập thì luôn luôn có những dấu hiệu bất thường xảy ra trước đó. Đó là xuất hiện những thằng lạ mặt lượn lờ vòng vèo ngắm nghía tăm tia. Khi ta biết trước được những dấu hiệu này thì ta sẽ thấy rằng trong khu này đêm nay kiểu gì cũng có việc. Các gia đình bảo nhau cửa giả đóng cẩn thận, các nhà nối máy thông cho nhau, thậm chí thành lập một tổ phục, thì câu chuyện ta có phải là ta phòng tội phạm nó không xảy ra đâu, đúng không ạ? Thế thì các đối tượng luôn luôn cái quy luật hoạt động nó thế, luôn luôn là phải đi trinh sát, phải đi tăm tia ngắm nghía trước khi nó thực hiện hành vi phạm tội. Thế còn ta ứng xử thế nào? Cái ứng xử này hết sức quan trọng các bạn. Như vừa rồi tôi phân tích qua vụ Lê Văn Luyện ấy, chỉ vì chủ nhà không biết cách ứng xử mới xảy ra cái thảm án thương tâm như thế. Chứ nếu là tôi nhìn thấy vứt luôn chậu quần áo chạy xuống phòng mình, cửa trong phòng chốt trong, đóng sập lại, bật điện sáng gọi công an ơi, nhà em có trộm đột nhập, một mặt gậy kiếm các thứ mình để sẵn trong phòng, mình cầm sẵn trên tay, nhưng cách đối tượng một cái bức cửa, một cái cửa đã khóa, thì đối tượng không thể làm gì được mình. Đối tượng không muốn bị bắt, đối tượng rất sợ bị bắt. Khi biết chủ nhà đã thức, đã gọi công an, đã bật điện sáng nhưng không thể xông vào tấn công được vì vướng cái cửa, nó sẽ chạy theo đường nó chui vào các bạn. Do đó kỹ năng ứng xử khi trong các tình huống đối mặt với tội phạm chính là một bộ phận của kỹ năng sống, mà một cái điều hết sức trớ trêu tại Việt Nam chưa hề có một khóa đào tạo nào, chưa hề có một quyển sách nào nói về cái này, toàn cứ giảng cái thứ trên trời trên mây ở đâu.
Chúng tôi là những người lính thực tiễn, chúng tôi là những người lính trận, lính điều tra trọng án. Chúng tôi thấy rằng người dân, nhiều người bị chết oan uổng bởi người ta không được trang bị kiến thức. Và từ những cái đau đáu thế, và chúng tôi, một nhóm anh em cảnh sát hình sự, đã thế chúng ta sẽ viết một quyển sách để giúp cho người dân có cái phương pháp ứng xử, chết chủ động phòng để tội phạm không xảy ra. Còn nếu nó đã chẳng may nó xảy ra rồi thì ứng xử thế nào trong các tình huống nguy hiểm đấy. Thì chúng tôi đang viết, và chúng tôi cũng đã viết được rất nhiều chương rồi. Thì dự kiến là đầu năm sau cuốn sách sẽ ra. Thế và tôi sẽ có thể sách ra, sẽ tặng lại cho ban chấp hành của Thành hội người khiếm thị thành phố Hà Nội một vài cuốn để các bác có thể là chia sẻ cho các hội viên. Đó là trở lại với câu chuyện cách ứng xử thế nào khi có tội phạm đột nhập. Thì tôi cũng chia sẻ cái cách ứng xử của mình ấy. Chết, ta phòng đã. Phòng rồi, phòng hơn chống mà. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chết ta phải phòng. Để tội phạm không đột nhập được vào nhà mình thì có mấy thứ này, các bác nhớ nhé. Và về truyền đạt lại cho con cháu. Một nhỏ, gia cố lại hệ thống cửa giả cho thật chắc. Khi mà tội phạm nó nhìn thấy cửa nhà bác như cửa nhà tù, nhưng cực kỳ khó phá thì nó cũng chán. Nó mất thời gian mà. Tội phạm là nó chỉ muốn nhanh chóng chóng lấy được tài sản. Nhưng mà trong khi mà nó bảo là nó mất rất nhiều công mới phá được cái cửa này thì thôi, tốt nhất là đi nhà khác hoặc đi chỗ khác kiếm ăn, chứ không vào nhà các bác nữa. Vì nó thấy cửa ngon lành quá. Cửa sổ, cửa tum đêm trước khi đi ngủ đều đóng, khóa chặt chẽ. Rồi thì lại có cả hệ thống camera soi, có hệ thống báo động. Với những nhà thế nào nó tránh xa, nó không mất thời gian để quan tâm các bác. Bởi vì nó thấy rằng nhà này chủ nhà quá cẩn thận rồi. Bên ngoài đã thế này thì bên trong chắc chắn là có những thứ mà mình vào là mình chết ngay, nên nó sẽ không vào. Tâm lý tội phạm là nó không muốn mất thời gian cho những mục tiêu khó nhai. Nó sẽ đi chỗ nào dễ kiếm ăn, tại vì nó sợ bị bắt mà. Cái nhất là các bác phải gia cố lại hệ thống cửa giả. Hiện nay có những cái hãng nó bán những cái cửa chống, gọi là cửa cường lực, chống phá, chống công phá, thậm chí cả xe beng khúc vào nó không vỡ được, thì những cái thứ cửa đấy là có thể đáp ứng được. Thứ hai nữa là hệ thống các cái cửa nội bộ, cửa sổ này, cửa tum này, thì trước khi đi ngủ các bác phải nhớ kiểm tra một lượt, đóng thật kỹ, chốt cài, đặc biệt là cửa tầng tum nhé. Tôi lưu ý các bác, cửa tầng tum đối tượng có thể là không trèo bằng nhà mình được, nhưng nó trèo từ một nhà nào đấy, tại vì nhà Hà Nội nó giam giáp nhau như này. Nó từ một nhà này sơ hở nó trèo lên và nó đi tuần trên sân thượng của cả mấy khu. Nó thấy cái cửa tum nào mà dễ mà phá thì nó sẽ phông xông vào nhà đấy. Và tai họa sẽ giáng xuống nhà đấy. Do đó trước khi đi ngủ các bác nên tạo thành một cái thói quen. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cửa. Đừng để có một cái cửa nào mà không được đóng. Nó có thể tung cái dây, nó có cái ngoặc, nó bấu vào, nó đu lên là các bác đã có thể bị xâm nhập rồi. Đấy là cái khuyến cáo thứ hai của chúng tôi. Cái khuyến cáo thứ ba của chúng tôi với các bác là gì? Để phòng những tình huống chẳng may đối tượng đột nhập vào nhà, các bác cần làm mấy việc này. Việc thứ nhất, các bác thường xuyên phổ biến với vợ con, anh em, con cháu trong nhà nâng cao ý thức cảnh giác. Cảnh giác không bao giờ là thừa. Tội phạm chỉ xảy ra đối với những gia đình hờ hênh thôi. Còn với những gia đình cảnh giác thì nó lại không xảy ra đâu. Luôn luôn phải xác định với nhà, với cả gia đình như thế này. Một ngày đẹp trời, tội phạm nó có thể xảy ra tại nhà mình. Do đó ngay từ bây giờ phải chuẩn bị sẵn các kỹ năng ứng xử. Chết, giáo dục con cháu nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà của mình an toàn. Bố không đi kiểm tra tầng được thì con trước khi đi ngủ sực nhớ ra hỏi, ơ đã ai kiểm tra tầng chưa? Con cháu vợ con đi kiểm tra một lượt trước khi đi ngủ. Đấy là cái ý thức cảnh giác. Cái thứ hai nữa đó là gì? Đó là tập duyệt sẵn với gia đình mình ấy các cái phương án ứng xử thế nào khi nó đột nhập vào nhà, thì đều phải được mường tượng xác định trước cho thành viên trong gia đình. Chẳng may xảy ra, ai nằm nguyên phòng đấy,
cầm gậy trên tay đóng cửa khóa trong. Một chỉ cần một người hô có đột nhập, tất cả đâu người nào nằm nguyên vị trí đó cầm sẵn gậy, nhưng điều quan trọng là phải khóa cửa, khóa ngay, chốt trong ngay để đối tượng không xông vào nhà được, và bốc máy gọi điện cho công an, bật sáng điện gọi công an. Khi đã thấy toàn thể gia đình cùng dậy nhưng không ai xông ra lại gọi điện cho công an thì đối tượng nó sẽ bỏ chạy, nó sẽ không lấy được cái gì là một, và hai nữa nó sẽ bỏ chạy ngay lập tức vì nó cũng sợ bị bắt mà, và không ai bị làm sao cả. Đấy là cái thứ hai, là cái tập duyệt trước các phương án ứng xử trong tình huống tội phạm. Một lưu ý thứ ba, các bác hãy để trong các phòng của mình những cái đoạn gậy khoảng độ mét này, 50 phân này, chắc tay, để sẵn ở các vị trí vợ biết, con biết, hoặc bình xịt hơi cay, đặc biệt phòng ngủ nhé. Các bác hết sức lưu ý tại cái xung quanh giường ngủ của mình ấy, thì các bác nên để một số những cái vật dụng để nửa đêm có thể có động là mình có thể ứng chiến được ngay. Một cái đầu tiên là cái đèn pin thì các bác phải có để chủ động, và đèn pin đồng thời có thể là vũ khí để mình tự vệ. Nhưng cái thứ hai là một đoạn gậy vừa tay, phòng khách cũng có, phòng ngủ cũng có, phòng tắm cũng có, tất cả những chỗ đấy mình sẽ dặn người nhà mình. Tại vì này, trong quá trình chẳng may mà xảy ra đuổi bắt trong nhà, mình vào đây cái là mình có đồ, mình chiến lại nó ngay. Ta phải tính hết các tình huống như vậy, và những vị trí đấy người trong nhà đều phải biết. Đó là mình chuẩn bị sẵn, rồi bình xịt hơi cay, rồi những cái, đặc biệt là cái đèn pin là những thứ mà hết sức cần thiết để ta có thể là ta chủ động trong những tình huống mà gia đình ta bị tấn công. Chị em phụ nữ thì bây giờ nó đã có phong trào là Facebook, và rất nhiều bạn khoe của trên Facebook, rất nhiều bạn chụp ngôi nhà thân yêu của chúng ta với đầy đủ tiện nghi đưa lên Facebook, rồi thì khoe về những chuyến du lịch đi xa. Các bạn thì có thể là khoe để vui thôi, nhưng các bạn không nghĩ rằng các bạn đang mời trộm đến nhà đấy, đang mời trộm đến nhà bằng những hành động thiếu thông minh của chúng ta. Chúng ta cứ chụp ảnh nhà mình đẹp mà cũng có ý khoe giàu một tí, khoe giàu thì trộm rất là thích, à nhà thầy được, mai mình đến mình thăm. Đấy hết sức nguy hiểm. Rồi một cái nữa là gì, dẫn người lạ đến nhà, những người mà chưa rõ các cái hoạt động hiện hành, chưa biết gốc tích người ta ra sao, đưa đến nhà một cách rất thoải mái. Ngày hôm nay có thể nó đến nhà với mình vào ban ngày, nhưng ngày mai nó có thể đến nhà mình vào ban đêm với tư cách một thằng trộm. Đó, do đó là bây giờ xã hội rất phức tạp. Các đối tượng gây trọng án vừa rồi toàn những thằng thư sinh đẹp trai này. Rất nhiều cô gái yêu thương, chết mê chết mệt, trông hình thức rất ngon, bóng bẩy, nhưng mà lại là toàn thằng tội phạm. Cái đạo đức xã hội nó đang bị xuống cấp, đang bị băng hoại. Nên chính vì thế nên đặc biệt là một bộ phận giới trẻ sống không có mục đích, mục tiêu, và rất gần, rất dễ trượt chân vào tội phạm. Thế thì những đối tượng như vậy, nó đến nhà mình, nó xuất hiện, thì mình đôi khi mình bị bất ngờ. Do đó khuyến cáo con cái không nên đưa bạn bè lạ về nhà, gặp nhau gặp ngày quán ngoài đường. Chứ còn về nhà là chỉ những người mình biết rõ thân phận, lai lịch, nghề nghiệp, hoạt động hiện hành của họ thì mới được phép đưa về. Thì đấy là những cái tôi đang nói về cái phòng. Thế còn để chống đột nhập bằng cách nào? Thì cũng xin phép chia sẻ với các bác mấy cái kinh nghiệm thế này. Nửa đêm, các bác đang ở trong nhà, nửa đêm thấy lạch cạch bên ngoài, đặc biệt là những gia đình ở nông thôn, có vườn, có nhà nó có khuôn viên, có tường bao, nhà có vườn, có sân, hiên nhà có tí chó, mèo, gà, vịt chạy lanh quanh đấy. Đấy, thì những ngôi nhà ở quê như vậy gọi là nhà ngói sân gạch à? À. Thế thì nửa đêm các bác mà phát hiện ra có những tiếng động, có những cái sự không bình thường xảy ra trong khuôn viên nhà mình, thì có một khuyến cáo các bác là không nên đi ra xem xét. Ta có hệ thống điện, ta bật sáng, nhưng ta vẫn phải ở trong nhà.
ta có thể quan sát qua cửa sổ, ta có thể quan sát qua khe gạch, ta áp tai chúng ta nghe. Tôi khuyên các bác không nên ra ngoài, vì các bác không biết nó có bao nhiêu đối tượng. Một thằng có thể tạo sự chú ý cho bác hướng này, nhưng một thằng khác chỉ đợi bác mở cửa ra thì hai thằng khác ập vào trong, nép sẵn hai bên cửa rồi. Một thằng cố tình gây tiếng động ở rất xa để các bác mở cửa, các bác đi ra, hai thằng hai bên chui vào trong. Thậm chí bác ra phát nó giết bác ngay để nó xông vào. Do đó tuyệt đối không ra ngoài nếu nửa đêm mà phát hiện ra những cái tiếng động lạ ở ngoài phạm vi nhà. Lúc đó ứng xử là gì? Bật điện sáng, gọi điện hoang hoang, công an có đột nhập, nó sẽ chạy. Nó sẽ chạy ngay. Chẳng tội gì mà nó ở lại mà để công an bắt cả. Nó chạy ngay. Nhá, đấy là cái ứng xử nhất. Thứ hai, nếu các bác từ ngoài đi về nhà mình, đặc biệt các bác ở Hà Nội, nhà ống này, nhà sát sát nhau này, các bác về nhà mà thấy trong nhà có dấu hiệu có người đang ở trong nhà, điện đang sáng này, có tiếng lục soát này, ABC này, cửa thì tự nhiên thấy mở này, lúc đi mình đã khóa rồi, tại sao bây giờ mở thế này? Khuyên các bác không được bước vào nhà. Các bác bước vào nhà là các bác vô tình đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, vì sẵn sàng đối tượng khử bác ngay lập tức, hoặc bắt các bác làm con tin, bắt két đầu mở ra, tiền đâu đưa đây. Sau đó nếu nó phát hiện các bác nhận đã nhận mặt được nó sẽ giết các bác để diệt khẩu. Do đó bước về nhà, nhìn thấy trong nhà có những cái dấu hiệu không bình thường là không bước chân vào. Đấy là cái ứng xử thứ hai. Ứng xử thứ ba, trong đêm tối lạch cạch tầng trên có người. Tội phạm đang ở tầng 3 rồi, mình đang ngủ tầng 2 chẳng hạn, hoặc nó đang lạch sạch tầng 1 rồi. Lúc này sẽ rất nhiều bác ứng xử: ôi trời ơi, trộm, xông ra. Đấy, xông ra theo kiểu vụ Ngọc Bích ấy, và kết quả thì các bác biết rồi. Phương án ứng xử, nếu như nằm im thì nó lại lấy mất tài sản của mình. Nói chứ tài sản mất thì cũng tiếc. Thế thì ứng xử thế nào mà vừa giữ được tài sản lại vừa giữ được mạng? Có một cách rất hay. Khi các bác vào, các bác đã phát hiện ra đối tượng ở trong ngôi nhà của mình. Việc đầu tiên, không làm gì để đối tượng bị kích động. Không lao vào tấn công, không chi hô nhá. Tôi đang khuyên các bác. Có thể nó hơi ngược lại suy nghĩ nhiều bác. Nhiều bác bảo trộm vào nhà phải hô chứ. Nó hô, mình hô làm nó cuống. Nó cuống là nó sẽ phang bừa. Mà phang bừa là chết người nhà mình. Không hô. Lúc đó là mình sẽ làm gì? Tất cả những thành viên trong gia đình, đặc biệt những người không có khả năng tự vệ, như vợ, như con nhỏ, như ông bà già, lúc đó với tư cách chủ nhà, những cái anh chồng sẽ phải làm một việc như sau. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, trên tay cầm sẵn một, nếu có bình xịt cầm bình xịt, hai có dao cầm dao, ba có gậy cầm gậy, đèn pin. Lặng lẽ bảo vợ, tại vì vợ chồng thường ngủ với nhau, chốt trong vào, còn mình lượn ra ngoài, lượn một cách hết sức bí mật nhé, đừng gây tiếng động, bảo vợ khóa chốt trong vào và nhẹ nhàng đi đến những cái phòng trong gia đình, thông báo nhanh tình hình nguy hiểm, có đột nhập, yêu cầu tất cả cùng thức dậy, cầm sẵn gậy trên tay, và quan trọng là phải khóa trong, khóa cửa trong. Sau buổi hôm nay đề nghị các bác nào mà nhà mà không có cửa, cửa phòng ngủ ấy, không có chốt trong ấy, thì các bác khẩn trương làm chốt trong. Nguy hiểm lắm. Rất nhiều gia đình bị giết bởi cửa không có chốt trong. Đối phương nó đẩy vào, nó luồn vào phòng ngủ để nó lục lọi, nó lục không được, nó khống chế chủ nhà, bắt phải chỉ chỗ có tiền. Thế là án có thể xảy ra rồi. Đó, nên các bác, nó muốn vào phòng ngủ, két hay để trong phòng ngủ mà nó muốn vào nó không vào được, thì đó cửa phải có khóa, khóa trong. Đấy là cái thứ mà tôi khuyên các bác. Lặng lẽ, chồng lặng lẽ ra ngoài, quan sát, đánh giá xem nó có bao nhiêu đối tượng, nó có cái gì trên tay. Có thể trong được, mình có một lợi thế hơn tội phạm là mình thông thạo địa hình nhà mình. Nhà mình thông thạo, mình biết phòng nào ở trong nhà mình là có cửa an toàn.
Mình biết cái điều đó. Địa hình, đường cầu thang, đường đi lại trong, mình nhắm mắt mình vẫn đi được. Tại vì nó là nhà mình. Thế thì mình sẽ báo tất cả các thành viên trong nhà rằng tình huống nguy hiểm, tất cả hãy chuẩn bị khóa cửa lại và ở nguyên trong phòng. Không ai được phép ra ngoài nhá. Vụ án vừa xảy ra tại Quảng Trị vừa rồi ấy, tại sao lại có nhiều người bị giết như vậy? Xảy ra hôm 7 tháng 8 ấy, thằng Chí Bảo nó giết cả cái gia đình ấy, giết hai vợ chồng với ông già đấy. Bởi vì sao? Thấy đánh nhau chạy đến. Người ta bảo thấy ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi, thấy người nhà thấy ầm ầm, thế là chạy đến nó xỉa luôn. Mình thì mình chạy đến xem, nhưng nó lại nghĩ là mình chạy đến bắt nó. Và nó phải đâm mình để nó thoát thân đấy. Do đó tôi đang tư vấn những cái thứ mà các bác có thể cảm thấy rất lạ. Đúng không ạ? Các bác thấy rất rất lạ. Nhưng đó lại là những ứng xử khôn ngoan. Đừng thấy xông vào, càng đông càng nguy hiểm. Càng đông càng nguy hiểm, đối tượng có thể giết chết cả một gia đình bởi vì chỉ vì lao vào nó. Chủ nhà, anh chồng có thể dậy, báo hết mọi người xong. Tất cả mọi người đã đâu vào đấy xong rồi. Chồng có thể trở về phòng ngủ của mình, khóa cửa, bật điện, gọi công an. Tất cả các phòng thấy tiếng hô gọi như vậy đều sẽ đồng loạt bật điện gọi công an thì nó sẽ chạy. Nó xông vào nhà, xông vào buồng thì không xông được rồi, cửa đã khóa rồi. Thấy điện thì bật, chủ nhà gọi o quang, cảnh sát ơi, đến đây ngay, tội phạm, nó sẽ chạy ngay. Các bác có công nhận là cái phương án này là tối ưu nhất không ạ? Đó. Đấy là phương án tình huống đột tội phạm đã vào nhà. Thế còn tình huống này mới là căng này. Bây giờ tôi hỏi các bác. Các bác đang ngủ với vợ. Tự nhiên thấy có cái gì đấy nó động động, hé mắt ra thấy hai thằng dao trên tay đang lách sờ sờ các cái quần áo của mình, tại vì đàn ông là hay để ví trong túi quần mà. Rồi thì nó lay hoay, nó cậy cái két. Giường thì ngủ bên cạnh, nhưng hai thằng ấy có vẻ là đang lay hoay tìm kiếm đồ. Các bác sẽ làm gì? Xin phép chuyển máy cho một bác nào đấy ạ. Chuyển mic. Các bác sẽ làm gì trong tình huống trộm đang ở trong chính buồng ngủ các bác rồi? Nào, xin ý kiến một bác nào đấy để buổi để buổi thảo luận chúng ta sẽ thành công hơn. Và cũng đề nghị các bác chuẩn bị sẵn những câu hỏi nhé. Đây là một buổi chia sẻ thôi, một buổi chia sẻ kinh nghiệm. Vâng. Kính thưa chúng ta, theo tôi trong cái tình huống đấy thì tôi sẽ giả vờ nằm ngủ im, tức là không lên tiếng, để khi nào trộm nó sẽ xem xét, mà không có thì nó sẽ quay ra. Xin hết. Cảm ơn anh. Đây là một phương án ứng xử khôn ngoan. Đây là một phương án ứng xử rất khôn ngoan. Vợ chồng, xin lỗi, vợ chồng mới cưới, mùa hè thì nóng lực nên chả phải mặc quần áo làm gì cho nó vướng víu. Nhưng tội phạm đứng ngay đầu giường rồi. Lúc đấy chỉ cần một hành động manh động của chúng ta, ui ôi trộm, khử ngay, giết ngay. Lúc đấy các bác rơi vào tình huống hoàn toàn bị động. Đồ đạc thì không có cái gì trong người cả, không có dao, không có gậy, không kịp làm cái gì cả. Thậm chí hai thằng dao đang lăm lăm trong tay, thì tốt nhất đừng có dại xông vào. Lúc đó chỉ có một cách, như anh vừa tư vấn, nằm im, lờ tịt, coi như mình vẫn đang bận ngủ, mình không biết các bạn đã có mặt. Nhưng không phải nằm yên mà tiếp tục ngủ được đâu ạ. Mắt thì nhắm, thở, cố gắng giữ cho hơi thở nó đều. Vợ có tỉnh rồi thì bấu cho vợ im, không được cử động. Đợi cho nó đi ra. Thậm chí vợ định ấy chặn tay ngay. Nó đang loay hoay, nó tìm kiếm thì nó sẽ không phát hiện ra. Chặn tay giữ im ạ. Nháy hoặc ra hiệu im. Vẫn nằm thế nào, vẫn nằm nguyên như thế. Đấy là cách ứng xử. Để đối tượng
các bạn vì sao tôi lại tư vấn và vì sao tôi lại đồng ý với ý kiến của bác vừa rồi? Bởi vì như này này, khi đối tượng nó đã lén lút vào phòng ngủ các bác để nó lục, nghĩa là nó không muốn gặp các bác, nghĩa là nó không muốn đánh thức các bác dậy, nghĩa là nó chỉ muốn tiền thôi chứ nó không muốn mạng. Chứ nó mà là thằng muốn mạng bác ấy, nào tiền đâu đưa đây, đang ngủ nó kề dao vào cổ ngay, đưa tiền đây. Nhưng thấy các bạn ấy không làm động tác này mà các bạn chỉ lay hoay, các bạn tìm thôi, nghĩa là đối tượng lén lút bí mật với mình, đối tượng không định đối mặt với mình. Thế thì đừng chủ động đối mặt với nó, đừng làm nó bị sợ hãi, đừng kích động cái nỗi sợ bên trong nó lên. Nó mà giật mình bất ngờ, nó chơi mình ngay, thì đừng làm cho nó bị giật mình. Đợi nó ra khỏi phòng, nó lục lọi chán nó ra khỏi phòng, dậy ngay, đóng cửa, sập cửa lại, khóa chốt, bật điện gọi công an. Các cháu chạy ngay lập tức. Đây là nguyên tắc rồi. Và tôi nói với các bác điều này bởi vì tôi là người điều tra mà trực tiếp bắt cái bọn này, đấu tranh hỏi cung bọn nó, và nó khai như thế. Mình hiểu tâm lý bọn nó thế. Do đó đây là những cái tư vấn, chúng tôi không phải sách vở, mà chúng tôi đang tư vấn cho các bác từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự. Chúng tôi có gần 20 năm làm công tác điều tra trọng án, các vụ án cướp giết hiếp khủng khiếp tại Hà Nội và trong cả nước, là chúng tôi trực tiếp là những người điều tra viên khám phá các vụ án đó. Nên những cái thứ mà hôm nay tôi chia sẻ các bác là những thứ đi ra từ chính cuộc sống này. Thế thì khóa cửa, bật điện là các đối tượng sẽ chạy thôi. Nó chả tội gì mà nó đối mặt với công an. Đó. Đấy là tình huống thứ hai, đột nhập vào trong phòng nhưng không làm gì chủ nhà. Thế nhưng nếu như nó làm gì chủ nhà, sau khi nó tìm một lúc xong nó không có gì, rút ra, thằng này, tiền đâu, vàng đâu, đưa đây, chìa khóa két đâu, đưa đây, kề ngay dao vào cổ chủ nhà. Xin hỏi một bác ở đây, tình huống này các bác làm gì? Nào chị, xin chị Phó Chủ tịch cho ý kiến về việc này. Tức là ta có gì thì ta cho hết ấy. Hay quá. Rất rất hay ạ. Vâng. Mà đôi khi đối tượng nó lại xin được một thứ xong nó lại không xin những thứ khác. Vâng. Rất rất là hay ạ. Em có gì em cho các bác hết. Rồi. Ở đây là một tình huống hết sức nguy hiểm. Khi các bác đã bị đối tượng khống chế, tì dao vào giường rồi, thì sẽ có mấy phản ứng. Phản ứng thứ nhất, la hét vùng vẫy. Thì nó chả tiếc gì mà nó không cứa cho các bác một cái vào cổ. Thế là án mạng xảy ra. Đây là một cách ứng xử thiếu khôn ngoan. Phương án ứng xử thứ hai, ôi rồi ôi các bác ơi, các bác cho em xin, em còn con nhỏ mẹ già ABC. Nó bảo tiền đâu, vàng đâu. Anh ơi, nhà em không có gì. Các anh vào nhầm nhà mất rồi. Nhà em chẳng có gì cả. Ngay lúc đó nó sẽ táng cho vài thứ, vài cái. Vừa xin nó mạng xong, bây giờ lại xin nó cả nó tiền nữa. Mạng cũng muốn mà tiền cũng không muốn đưa cho nó. Chắc chắn lúc đấy đối tượng nó sẽ tự ái. Mà nó tự ái là nó thịt đấy. Nó tự ái là nó thịt thôi. Nó mất công vào đến đây, nó gọi dậy, nó hỏi tử tế vàng đâu vậy, đích nói cho nó là nó thịt đấy. Với những tình huống này, các bác phải hết sức lưu ý một điều là tính mạng mới là cái quan trọng. Tất nhiên, trong tình huống này nha, các bác lưu ý cho tôi. Trong tình huống này phải nhìn mặt thằng cướp ấy. Lúc đấy nó không là trộm nữa mà nó biến thành cướp rồi. Đầu tiên là trộm, nhưng sau đó, từ lúc dùng con dao kề vào cổ ta để hỏi tiền đâu, vàng đâu, thì tội phạm đã chuyển hóa thành từ trộm thành cướp. Cướp là hành vi dùng vũ lực đe dọa, dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác nhằm đẩy người có tài sản lâm vào tình trạng không thể kháng cự để chiếm đoạt tài sản. Đấy là định nghĩa về tội cướp. Thế thì đối tượng đã kề dao vào cổ chúng ta hỏi tiền đâu, vàng đâu. Từ thời điểm đấy, đây không là tội trộm nữa mà đây là bọn cướp vào nhà rồi. Ứng xử với cướp thế nào? Thưa các bác,
Nếu nhìn mặt hai thằng này lại đúng hai thằng cháu họ, con anh bạn nhà hàng xóm, thì chắc chắn bác phải hình dung là nó sẽ giết chúng ta. Thằng này, thằng người yêu của con gái như kiểu Nguyễn Hải Dương thì chắc chắn là nó sẽ khử chủ nhà. Vì sao? Nó tha cho mình thì ngày mai mình tố cáo công an à? Đấy là cướp quen. Cướp quen đã vào nhà thì luôn luôn trong đầu nó phải giết chủ nhà để lấy tiền. Và hoặc lừa nó đưa tiền xong thì phải giết nó, để hành vi của mình được bảo toàn, để không ai tố cáo được với công an. Tức là giết người diệt khẩu. Nhưng cướp lạ thì không thế. Cướp lạ nó cần mỗi tiền thôi. Còn mạng của bác thì tôi khuyến mại không lấy. Vì sao? Nó không giết mình thì mình cũng biết nó là ai đâu mà mình tố cáo, đúng không ạ? Do đó với đối với đối tượng cướp lạ ấy, thì đối tượng cướp lạ nó không quan tâm, nó không có ý định trong đầu là giết chủ nhà đâu, trừ phi chủ nhà làm nó bị kích động thì nó mới giết. Thế thì ở tình huống hai vợ chồng đã bị khống chế như vậy rồi, ta phải xác định ngay đây là cướp quen hay cướp lạ. Nhìn mặt các cháu ấy xem là các cháu có quen hay không. Nếu như không phải là thằng quen, ta có thể tạm yên tâm. Và cách ứng xử của chúng ta là gì? Thưa anh, gia đình tôi thì cũng không có nhiều. Tóm lại, các anh thích lấy cái gì anh cứ lấy, nhưng để yên cho gia đình. Còn mẹ già con nhỏ ABC thì bản thân nó cũng có vợ, nó cũng có con, nó cũng có gia đình bố mẹ mà. Và bản thân nó cũng biết là giết người là tử hình. Nó cũng biết thế, tội phạm nó cũng khôn lắm. Nó biết là nó gây giết cướp là bọn tôi gọi là cầu diễn rẽ trái rồi, tức là từ hỏa lò ra là đi vào trường bắn cầu ngài ngày xưa đấy. À, rẽ phải. Mấy thằng bây giờ nó thành ma rồi, nó hỏi tôi là thầy ơi, thầy con có được rẽ trái hay rẽ phải? Rẽ trái là đi thành án, tức là đi ra cầu diễn để đi các trại. Còn rẽ phải là đi vào trường bắn cầu ngà, thì cũng có khoảng chục thằng nó hỏi tôi nó vào cầu ngà rồi. Đấy thì các cái đối tượng phạm tội nó cũng không muốn giết người đâu. Trừ phi mình làm kích động nó. Nếu là đối tượng lạ, các bác hãy ngoan ngoãn phục tùng chấp hành, không cãi nhá, đừng tiếc tiền, ngoan ngoãn để câu giờ, ngoan ngoãn để bảo toàn tính mạng của bản thân và gia đình. Chẳng hạn nó khống chế mình trong phòng ngủ, mình có vợ con, ok. Tiền tôi đẩy được ba, thôi các anh để vợ con tôi yên một phát, mình các anh đi thôi, tôi không gì cả, không vướng gì hết, em không làm gì các bác cả. Ra ăn cửa phát, vợ con phải biết để khóa cửa chốt vào ngay, an toàn được hai người đã. Lên trên tầng thì nó có sẽ rất nhiều thứ nó sẽ xảy ra trên đấy, cần mở két cho nó. Và trong nhà nhá, tôi khuyên các bác đừng để quá nhiều tiền. Các bác đừng để quá nhiều tiền, để một chút thôi. Đấy thì đấy, có bao nhiêu mình thể hiện sự chân thành của mình. Và thôi, các anh cứ lấy hết đi, nhưng giấy tờ xin các anh để lại. Làm giấy tờ bây giờ nó mất thời gian lắm. Tức là mình hợp tác, mình hết sức vui vẻ, đừng để cho nó bị kích động. Và các bác đừng cố tỏ ra đang ghi nhớ đặc điểm của nó. Nhìn nó là nhìn trộm thôi. Điếc này, quay ngay. Nó bảo mẹ anh cha này nhìn mình chằm chằm, khả năng là mình về phát nó báo công an, nó lại khừ mình ngay để nó diệt khẩu. Đừng nhìn mặt nó, nhìn nó là nhìn trộm, chứ đừng nhìn cứ nghiêng nghiêng này là nó bảo thằng này thầy đang định ghi nhớ mặt mình rồi. Tội phạm nó khôn lắm. Do đó mình quan sát nó nhưng mặt ra vẻ không để ý. Giết xong mở cửa, lấy xong, đấy với những thằng đối tượng ngoan thì có thể là xong. Nó đấm cho ông phát thì ông ngã xô đấy, ông đừng hô hoán gì cả, ông nằm im đấy, bỏ nó đi. Đấy là phương án an toàn. Một phương án nữa, đó là phương án đánh lại đối tượng. Tôi khuyến cáo các bác, nếu bác nào có võ thì có thể ứng xử trong những tình huống. Chẳng hạn nó có một, nó một mình một, hoặc mình liếc
gậy của mình ấy rồi, bình xịt hơi cay của mình ở góc này rồi. Đầu tiên mình cứ nhẹ nhàng chấp hành. Bất thình lình rút gậy một phát vào đầu, vào tay, vào chân. Phang một phát quánh tối tấp. Các đối tượng sẽ gục ngay tại chỗ. Nhưng tôi khuyên các bạn đánh xong để chạy, chứ không phải đánh để bắt. Không phải đánh nó xong gọi công an đến đóng vai Lục Văn Tiên để lên báo cho nó oai đâu, không phải. Đánh xong vô hiệu hóa tạm thời nó và để mình chạy trong sự an toàn. Đấy là giải pháp. Tại vì trong nhà mình biết địa hình, trong nhà mình biết đồ mình giấu ở đâu. Đang lay hoay, bất thình lình lấy được cái bình xịt, quay xịt phát vào đúng mắt. Cây tạm thời đá vào chân bộ hạ, đánh gục đối tượng xuống. Nhưng đánh xong là bỏ chạy và gọi công an. Công an phường, một cảnh sát 113 đến ngay giải quyết. Thì đấy là những cái tình huống. Cũng báo cáo các bác là tôi đang vừa là đạo diễn và là biên kịch, viết kịch bản và đạo diễn cho một cái loạt phim sắp tới đây. Phim về mẹo thoát hiểm. Đây chính là chương trình này, nhưng tôi sẽ xây dựng thành các tình huống và tôi quay phim. Đồng thời thì tôi cũng là thầy dạy một lớp võ, thì tôi sẽ cho các học sinh của tôi là sẽ cung cấp luôn các cái kỹ năng, các cái động tác chiến đấu để có thể hạ đối phương trong một cái tích tắc. Thì trong những tình huống mà mình phải đánh trả các đối tượng đột nhập ấy, thì đấy là đối với đối tượng từ tình huống mình đánh lại. Còn tình huống cướp quen, tôi khuyên các bác phải đánh lại. Xin không tha đâu. Xin không bao giờ tha. Vì nó tha là mình là nó bị bắt. Nên do đó không thằng nào, kể cả giống như vụ Hải Dương ấy, vụ Bình Phước ấy, xin ấy, không tha. Vì sao? Nhận biết nó là thằng Dương rồi. Tội phạm nó có một cái trượt tâm lý. Nó đã lỡ làm cái này thì nó sẽ phải làm cái kia. Lỡ hiếp dâm rồi, em lại bảo là mai tao báo công an, buộc phải bóp cổ. Vì không bóp cổ thì mai nó báo công an thì mình đi tù. Lúc ấy mình sướng thì mình không nghĩ đến chuyện mình đi tù. Thế mình làm xong rồi thì cô gái lại bảo là mẹ, mai tao báo công an, thế là bóp cổ chết. Tôi đã làm một vụ án cướp giết hiếp, cả ba tội luôn. Đầu tiên là hiếp xong đối cô gái sợ quá, cô gái tức quá, chửi lu loa, mẹ đã thấy tao báo công an, bóp cổ chết. Bóp cổ xong thấy đôi hoa tai đẹp quá, tháo luôn đút túi, phạm ba tội cướp giết hiếp. Bây giờ thành ma lâu rồi, thằng ấy bắn lâu rồi. Đấy thì cái câu chuyện trượt tâm lý là như vậy. Với đối tượng quen, cướp quen vào nhà, nó lỡ thực hiện hành vi cướp rồi, nó sẽ phải đi tiếp một động tác thứ hai là giết chủ nhà để diệt khẩu, để không ai có thể tố cáo hành vi phạm tội của nó với công an. Tôi xin dừng lại một chút để tôi phân tích về cái vụ cướp giết kinh hoàng vừa xảy ra, vụ Bình Phước. Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến gây án vào rạng sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015 vừa xảy ra, và cả nước chúng ta rúng động, cả một xã hội bị tổn thương bởi một cái tội ác man dợ, ghê rợn như vậy. Thế thì xét dưới khía cạnh tội phạm học, tâm lý học hành vi, chúng tôi có thể mổ xẻ một vài điều trong tâm lý thằng Dương như sau. Thằng Dương, báo chí tốn rất nhiều giấy mực để nói về câu chuyện tình, để câu chuyện trả thù tình thế nọ thế kia. Tôi nói luôn nhé, đây là một thủ đoạn câu view của báo chí thôi. Bản chất của vụ này bọn tôi đánh giá là giết cướp. Thằng Dương trở lại nhà nạn nhân bởi sức hấp dẫn của tài sản, chứ không phải vì trả thù tình. Tất nhiên trong nó có một chút gì đấy, vẫn còn ấm ức, trong đó vẫn còn cái gì đó. Nhưng đó là cái yếu tố nhỏ thôi. Còn thằng này là thằng cướp, đến để giết người, để cướp tài sản, chứ không phải đến trả thù tình. Nên báo chí là vì chạy theo những cái yếu tố hot, tình, sốc, sách, chến. Đấy, thì người ta mới nhấn một chút về cái tình thôi. Thực ra đây là giết cướp. Câu trả lời thứ hai cho tâm lý thằng Dương, tại sao lại giết một cách dã man sáu người như vậy, giết cả người yêu? Bởi vì thằng Dương là cướp quen. Đúng như tôi nói,
Các bác lưu ý một chi tiết thứ hai, ngay khi bước vào cửa nó đã giết cháu bé Vĩ. Mở cửa cho nó đâm chết ngay, cắt cổ ngay cháu bé. Cháu bé chết ở bên ngoài đấy. Khi nó đã giết cháu bé đầu tiên ấy, thì 6 người hay 60 người còn lại, nếu có sức nó giết cả. Vì nếu như nó tha cho những người kia thì khi nó rút đi, thủ phạm giết cháu bé này là ai? Người còn sống sẽ tố cáo ngay là hai thằng vừa rồi. Nó đã lỡ giết cháu bé này thì buộc nó phải giết chết hết gia đình kia để diệt khẩu. Các bạn, và trả lời báo chí xung quanh sự việc này, các bác có thể search trên mạng. Tôi cũng có một số những cái bài trả lời phỏng vấn của các cái cơ quan báo chí đánh giá về cái vụ án ngay sau khi nó xảy ra. Đấy, và tôi có lý giải cái chuyện mà thằng Dương nó tha cho cái cháu bé 18 tháng tuổi, đúng không nhỉ? 18 tháng tuổi, tha cho cháu bé đó. Nhiều người nói là, có một số bài báo nói là đây là cái lúc mà cái tình người trong cái thằng Dương nó trỗi dậy, nó không nỡ xuống tay nó giết cháu bé này, nó vẫn còn để lại cái cháu bé, nó lán lại, nó dỗ cho bé ngủ xong bắt đầu nó đi. Đấy, báo chí là khai thác theo khía cạnh đó, vẫn còn có những cái tờ mà khen thằng này là nó còn chút nhân tính. Tôi với giác độ khoa học tâm lý học hành vi, tôi đưa ra một nhận định khác. Vì sao Nguyễn Hải Dương không giết cháu bé? Bởi vì Dương thấy cháu bé vô hại. Giả sử cháu bé này mà cháu bé 3 tuổi đã có thể chi giác, tức là ghi nhớ và phản ánh, nhìn mặt, chết rồi, anh Dương giết bố mẹ mình, đi mách, chắc chắn thằng Dương nó sẽ giết cháu bé này. Nhưng bởi vì cháu ấy 18 tháng tuổi, chưa có khả năng chi giác, chưa có khả năng ghi nhớ và phản ánh các cái sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh mình, do đó giết con bé này cũng chả điểm gì cả. Nó không thể tố cáo mình được với ai. Chính vì thằng Dương nó cảm thấy vô hại nên nó mới dừng tay. Chứ còn với một cái con thú vật như vậy thì không thể nói đến một cái chữ nhân tính nữa. Khi các bác hình dung là nó từ từ nó cứa cổ từng người như IS, thì tôi nghĩ rằng đừng đặt vấn đề nhân tính một con thú vật như vậy. Và tôi cái lập luận phân tích của tôi thì cũng được sự hưởng ứng tán đồng của rất nhiều anh em trong lực lượng phá án. Vì chúng tôi là lực lượng điều tra trọng án toàn quốc, là có những cái sự liên lạc với nhau thường xuyên. Xảy ra trọng án thì tôi đều là những người mà tham gia ý kiến cho ban chuyên án để có thể đánh giá nhận định về tính chất đối tượng hành vi. Tôi kể một chút. Một vụ thứ hai là cái vụ mà các bác nhớ vụ Vi Văn Mằn vừa xảy ra ở trong Tương Dương á, Nghệ An á. Tức là vào ngày 19 tháng 7 là phá vụ án. Thì ngày 16 tháng 7 là tại cái ban chuyên án mà điều tra cái vụ giết đó, thì tôi có một số đồng đội rất là thân công tác tại đội điều tra trọng án của công an tỉnh Nghệ An, phòng cảnh sát hình sự. Thế thì anh em nó làm từ ngày 2 tháng 7 nằm trong rừng rồi để điều tra vụ đấy nhưng mãi không ra. Đấy, sau đó xảy ra lổ ra vụ Bình Phước thì tất cả dư luận cả nước là quấn vào vụ Bình Phước, không ai, ít người quan tâm đến cái vụ Nghệ An. Thì sau khi giải quyết xong vụ Bình Phước ngày 9 bắt bọn Đằng Dương thì bắt đầu dư luận cả nước lại tập trung lại vụ Nghệ An 4 người chết. Thì lúc đó bọn nó đang nằm trong rừng, tức là những người bạn của tôi đang nằm trong rừng. Thế và chúng tôi liên lạc với nhau. Thì lúc đó là cái ban chuyên án ấy tập trung vào 3 cái người lạ mặt xuất hiện tại hiện trường. 3 đối tượng lạ mặt này theo lời khai nhân chứng là lạ mặt đi vào hiện trường hỏi đường hỏi nước. Thì ban chuyên án đặt ra vấn đề là 3 thằng này là thằng nào? Phải trả lời câu hỏi 3 thằng này là thằng nào? Và hiện nay nó đâu? Thế là tất cả các hướng điều tra tập trung như vậy. Tuy nhiên đến ngày 16, ngày 19 bắt đầu mới bắt được thằng hai nhá, thằng Mằn nhá. Thì ngày 16 tôi có gọi điện cho anh em hình sự Nghệ An. Thế sau đó tôi có viết trên trang Facebook của tôi một số cái nhận định về vụ án này. Thế lúc ấy tôi có đưa ra 4 cái nhận định. Tôi nhận định thứ nhất, đây là vụ án do người địa phương, người cùng làng thực hiện.
Lúc đấy chưa rõ thủ phạm nhé. 4 ngày sau mới rõ thủ phạm. Nhưng mà sau khi mà tôi nghe anh em trong Nghệ An nó báo cáo nó chia sẻ một vài thông tin ấy, thì chúng tôi có cái đánh giá này. Thứ nhất, đây là đối tượng quen, đối tượng cùng làng, phạm tội để che giấu một tội phạm khác. Tức là nhận định về tính chất đối tượng thì tính chất vụ án thì đây là vụ án do giết người, do mâu thuẫn thù tức và giết người để che giấu một tội phạm khác. Thì tôi đưa ra 4 cái phán đoán như vậy. Thế và cũng rất là tình cờ thì đến ngày 19 sau khi bắt được thủ phạm. Sau khi bắt được thủ phạm thì phát hiện ra thì điều rất thú vị là nó trùng hợp với 4 cái phán đoán trước đó của tôi. Thế thì một số cơ quan báo chí có đến hỏi tôi, người ta cũng biết là vì tôi đưa lên Facebook những cái nhận định của tôi về vụ án ấy, thì các anh ấy đến hỏi vì sao anh lại đưa ra cái nhận định như này mà đến bây giờ nó khi bắt được thủ phạm thì nó đúng như thế. Thì tôi trả lời như này thôi. Chính hiện trường, tôi quan tâm vào cái hiện trường vụ án. Từ hiện trường cho tôi câu trả lời, cho tôi cái nhận định đấy. Thứ nhất, hiện trường diễn ra trên một phạm vi rộng, cả một gia đình bị giết hại, các xác nạn nhân nằm rải rác, cho thấy rằng đã có một cuộc đuổi cùng giết tận. Đến đứa bé không tha, bà mẹ đang tắm không tha, vợ không tha, chồng thì chết thì đương nhiên, nằm rải rác khắp cái khu vực quanh cái lán của gia đình nạn nhân. Thế thì cái vị trí nằm của những cái xác ấy, nó cho tôi một cái nhận định rằng đây là một cuộc đã diễn xảy ra một cuộc đuổi cùng giết tận. Thế thì tại sao phải đuổi cùng giết tận? Phải là quen nhau, phải là biết nhau, mà lỡ làm cái này rồi thì phải làm cái kia, lỡ giết một người rồi người kia biết phải giết tiếp để bịt đầu mối. Mà như vậy nghĩa là gì? Là phải có quan hệ. Mà cái vùng đấy nó nằm ở giữa rừng núi mênh mông thì chỉ có thể là người cùng làng thôi. Tức là tôi bằng cái lập luận logic, tôi logic từ cái hiện trường, tôi logic ra. Thế còn tại sao tôi lại nghĩ đến cái câu chuyện để che giấu một tội phạm khác? Bởi vì như này, tôi nghĩ rằng mâu thuẫn thì không bao giờ đủ lớn để có thể giết đến cả đứa bé. Mâu thuẫn người lớn với nhau, ai giết cả đứa trẻ con này. Mà trong vùng thì cái anh chồng kia thì cũng là người hiền lành, tử tế. Cũng không có một cái gì đấy, nó không phải là người luyện hút ma túy hoặc là buôn bán ma túy hoặc là một đối tượng làm ăn gì đã ghê gớm cả. Người ta chỉ là người trong làng, trong xóm thôi. Người nông dân, cần cù, hiền lành. Nghĩa là không có những mâu thuẫn bên ngoài. Sẽ không có những mâu thuẫn đủ lớn để dẫn đến cái vụ thảm án này. Thế thì tôi mới đánh giá là đây là một vụ án giết người để che giấu tội phạm khác. Tôi căn cứ yếu tố này bởi vì tôi nhìn thấy trên có một số cái mô tả là nạn nhân, chị vợ, ngực trần. Đối tượng khai là giết chồng trước, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không tin. Tôi nghĩ là hình như lại có chuyện gì đấy với bà vợ, chồng phát hiện. Xong xông vào đánh bắt thì phập chồng xong thì vợ bỏ chạy. Thôi chết rồi, lỡ giết chồng rồi đuổi theo giết luôn cả vợ. Trong hành trình đuổi theo giết vợ thì nhìn thấy mẹ, giết cháu. Và câu chuyện này nó âm u một chi tiết, đó là câu chuyện tình ái. Giữa bà vợ này với đối tượng mằn ấy. Và những thứ này thì bây giờ thôi, người chết rồi mình cũng không khai thác sâu. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể động cơ sâu xa dẫn đến vụ này, chứ không phải là vào hái chanh, dẫm vào ruộng lúa, cãi nhau và giết người này. Nó phải là một cái gì đó lớn hơn. Tất nhiên bây giờ đối tượng nó khai nào thì mình cũng phải tin nó thôi. Tại vì cũng rất là khó kiểm chứng vì người chết rồi. Đây là tôi đang trở về cái câu chuyện đối tượng cướp quen ấy. Đối tượng cướp quen vào nhà thì ta buộc phải chống trả. Chống trả đối tượng cướp quen bằng tất cả sức mạnh bản năng. Vì chúng ta không chống trả nó, không đánh lại nó thì nó sẽ giết chúng ta. Đấy là một điều nguyên tắc này. Đối tượng lạ thì mình xin được, nhưng đối tượng quen nó đã quyết định vào cướp
nhà ông bạn, nhà ông chú, nhà ông bác này buộc nó phải giết chết hết để hành vi của nó không bị ai tố cáo à? Thế thì chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất, đó là gì? Chống trả quyết liệt bằng mọi giá, bằng mọi thứ có thể có. Một cái gạt tàn thuốc lá đập vào mặt, một cái ấm nước đập vào đầu, một bộ ấm chén ném vào, một hoặc đá chân vào bộ ạ, hoặc chọc tay vào mắt, tất cả những cái huyệt trên người nó là chúng ta đều phải có thể đánh ngay, đánh bằng tất cả sức mạnh bản năng, đánh xong để chạy. Chỉ cần nó bối rối, nó dính một đòn, mình chọc vào mắt nó, mình đá nó cái bộ hạ, hoặc mình đập cho nó một cái vào đầu, nó hơi gục xuống phát thì mình phải té ngay, té khẩn trương chạy sang một phòng nào đấy an toàn, đóng sập cửa vào, bật điện sáng gọi công an. Hoặc nếu tiện chạy ra đường, chạy veo phát ra đường, lu loa hàng xóm, ôi dồi ôi, cướp cướp. Đấy, thì đấy là với những tình huống cướp quen. Nếu hôm nay mà chúng ta có điều kiện thì tôi cũng sẽ minh họa một vài cái đòn thế về võ để minh họa cho các bác trong cái tình thế thoát hiểm, trong tình huống mà đối tượng cướp nó xông vào nhà. Thế thì tôi đã báo cáo qua với các bác một vài cái điểm cần lưu ý trong những tình huống bị đột nhập. Còn một cái chi tiết cuối để tôi muốn chia sẻ với các bác về cái lĩnh vực đột nhập này là gì? Đó là nếu chẳng may gia đình mình đã xảy ra bị đột nhập thì sau khi đột nhập mình cần làm gì? Nhiều bác bối rối chưa biết làm gì đâu. Theo tôi là như này. Việc đầu tiên, giữ nguyên hiện trường. Không ai được động vào bất cứ thứ gì mà tội phạm nó đã đặt tay xuống. Vì sao? Công an sẽ lấy dấu vết đường vân, sẽ lăn bột, sẽ lấy dấu vết đường vân, sau đó nghi thằng A, thằng B, người ta sẽ đối chiếu giữa mẫu tay của nó với dấu vết này trùng nhau, à nghĩa là thằng này thủ phạm. Các bác hình dung không? Do đó phải giữ nguyên hiện trường nhá, không được tác động vào, không được đi vào khu vực mà đối tượng nó đã đi vào. Đối tượng đã cầm tay vào cửa kính, đặc biệt tôi lưu ý các bác, nếu như đối tượng nó không đeo găng tay mà nó sờ tay lên kính này, lên tủ lạnh này, lên két, à, két thì hơi khó, bề mặt két nó hơi hơi bị giáp, thô giáp, nhưng những bề mặt nhẵn chẳng hạn như kính, gương, tủ là chúng tôi rắc bột, chúng tôi phun một phát và chúng tôi soi rõ ngay, dấu tay hiện ra ngay, chụp ảnh rồi lăn in vào về tra cứu ngay. Do đó nếu như mình động tay mình vào thì lâm ra thành lộn xộn, dấu tay mình lại đè dấu tay của nó là công an sẽ khó điều tra. Do đó nhá, tuyệt đối cấm người nhà không đi vào hiện trường. Thứ hai, việc đầu tiên bảo vệ hiện trường. Việc thứ hai, có người bị thương thì nên đưa đi cấp cứu, nhưng để lại một người ở nhà và tức tốc gọi điện cho cơ quan công an báo để cho người ta đến, người ta thực hiện việc khám nghiệm, đồng thời trình báo các thông tin về tội phạm. Các bác lưu ý này, trong quá trình tiếp xúc với các đối tượng nó đang ở trong nhà mình ấy, các bác nhớ giúp tôi mấy việc này. Chiết quan sát xem nó có bao nhiêu thằng, nam hay nữ, bao nhiêu đối tượng nam hay nữ, độ tuổi khoảng bao nhiêu nhá, độ tuổi khoảng bao nhiêu, chiều cao thế nào, cân nặng khoảng thế nào. Thằng này mét, thằng này lùn, thằng này khoảng mét 60, ồ thằng này phải mét 65, thằng này mét 7, thằng này mét 8. Tóm lại là mình áng, mình cố gắng lưu ý cái đấy. Một cái nữa, giọng nói, giọng Nghệ An, giọng Thanh Hóa thì ngon rồi, tức là nó đặc thù vùng miền. Cố gắng lưu ý giọng nói là giọng Hà Nội hay là giọng tỉnh người tỉnh ngoài, thì các bác phải nhớ giọng nói. Và các đặc điểm đặc biệt trên khuôn mặt các đối tượng, các bác để ý này, rất nhiều thằng bây giờ nó xăm cái dấu cộng ở cái mang tai này, cái thanh giá ở dưới cái cổ này, đấy là một cái dấu hiệu dị hình thích lắm. Bọn tôi mà nhìn thấy những thằng này thì rất là yêu, bởi vì sao, 100 thằng mới may ra có thằng nó xăm như thế. Thế thì nếu như chủ nhà mà biết cách quan sát, các bác phải biết cách quan sát tìm xem thằng này trên mặt nó có những đặc điểm nào đặc biệt, mắt cứ bị lé không, mũi có bị gãy không, mồm có bị hàm ếch không, những cái thứ đấy, rồi lốt ruồi, rồi cái thứ, tóm lại những cái thứ nào mà mình dễ nhận diện nhất.
tất rồi màu quần áo, nó đi giày hay đi dép này, nó mặc quần áo kiểu gì, màu gì, thì tất cả những thứ đấy là những thứ mà các bác lưu ý. Thế còn trong suốt tất cả quá trình đối phó với tội phạm đột nhập thì các bác hết sức lưu ý một câu thôi: phải bình tĩnh. Nếu không bình tĩnh thì không làm được chuyện gì cả. Mặc dù hôm nay cũng tôi cũng đã chia sẻ với các bác rồi, nhưng các bác về ngày mai chẳng may xảy ra mà mình không giữ được bình tĩnh thì mình, khi đã không bình tĩnh thì mình sẽ hành động mang tính bản năng, không có sự kiểm soát của lý trí thì hành động của chúng ta sẽ rơi vào mất kiểm soát và đôi khi dại dột. Muốn bình tĩnh thì có một cách như sau: các bác hít thở sâu, hít vào khoảng 3 hơi thật sâu, căng bụng ra, thở từ từ ra. Quá trình hít thở đấy là chính quá trình làm cho mình chân tĩnh lại. Chứ còn nhiều người bảo ôi dồi ôi, trộm vào nhà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bác bảo em bình tĩnh thế nào được? Cũng đúng thôi, không không dễ bình tĩnh đâu. Nhưng muốn ứng xử, muốn thoát hiểm thì phải bình tĩnh. Do đó các bác bằng cách các bác thường xuyên nghĩ nhà mình xảy ra thì mình sẽ làm gì, nghĩ trước nó đi, chứ đừng hy vọng là nó không xảy ra nhà mình. Biết đâu nó lại xảy ra nhà mình thì sao? Nghĩ trước với nó thì khi nó xảy ra mình không bị choáng, không bị sốc. Cái thứ hai, nếu xảy ra rồi hít thở rất nhanh, điều hòa, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng đừng run rẩy, cố gắng đối thoại với nó một cách bình thường, vui vẻ, thậm chí tếu táo. Tôi người có tính hài hước, nếu mà trộm vào nhà tôi sẽ đùa cho trộm thích thì thôi, thậm chí pha chè uống nước xong về. Vừa rồi là tôi đã chia sẻ với các bác một số cái thủ thuật để phòng chống tội phạm trộm đột nhập và tội phạm cướp. Theo tôi vừa nhận được một cái thông tin rất kinh hoàng, lại mới xảy ra một vụ giết 4 người đêm hôm qua, xảy ra tại địa bàn xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vào lúc đêm hôm qua, 4 mạng người đã bị giết. Chúng ta đang sống trong một xã hội hết sức bất an, tội phạm xảy ra bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào, không chừa nhà nào cả. Do đó những cái buổi làm việc như hôm nay, chúng tôi cũng rất muốn là chia sẻ với các bác các cái kinh nghiệm, các cái kỹ năng để chúng ta bảo đảm cuộc sống cho gia đình chúng ta an toàn hơn. Vừa rồi nhân lúc nghỉ thì có một bác có chia sẻ với tôi, đó là cái cách chống cướp quen rất khó. Cũng phải thừa nhận các bác, khi một đối tượng quen đến nhà ta mà gây án ấy thì đúng là sẽ rất khó khăn, tại vì chúng ta buộc phải đánh lại. Thế thì đừng để nó xảy ra, đừng để cướp quen xảy ra bằng cách: một, nhỏ, không đưa những người lạ đến nhà, rất hạn chế mời những người lạ đến nhà, đặc biệt là những người có thể là quan hệ đồng tính. Trước đây chúng tôi có điều tra rất nhiều những vụ án giết người đồng tính, mua bán dâm ở nhà đấy. Đấy, nam giới mua dâm với nhau, xảy ra hàng loạt vụ, đặc biệt là cái vụ thằng, tôi cũng làm nhiều vụ án quá nên tôi quên, đối tượng Thái Nguyên mua dâm, chơi nhau chat chít trên gọi là trang mạng thế giới thứ ba, thế là gọi nhau đến nhà mua bán dâm nam ấy. Mua bán dâm xong thì bắt đầu mới thấy bạn tình là có tiền, có vàng, có tài sản, thế là đập quả tạ vào đầu, đập chết luôn, và giết cướp. Và lực lượng cảnh sát hình sự số 7 Hiền Quang là đã phải bắt nó vào đúng mùng 1 Tết. Tôi có một cái bằng khen vào đúng cái chuyên án ấy. Bọn tôi lên tận trên đỉnh núi ở trên Thái Nguyên, nó ở trên một cái đỉnh núi cao vút, và anh em dành cả một cái Tết để săn nó, và bắt được nó đúng vào 1 giờ sáng ngày mùng 1 Tết năm 2013. Thì đây là một cái vụ án giết người do đối tượng đồng tính. Thế thì trở lại, để phòng cướp quen vào nhà thì trước hết là đề nghị các bác nhớ này, tức là không đưa những đối tượng lạ mặt
những đối tượng quen biết sơ giao ngủ lại nhà. Thứ hai, nhà bác nào mà làm công, chẳng hạn như bác nào trong này nhà mà có khách sạn ấy, có nhà nghỉ, thì các bác hết sức lưu ý. Các bác hãy nhớ lại vụ giết hai vợ chồng chủ nhà nghỉ Phú Mỹ năm 2008 tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Hai thằng thợ, hai thằng nhân viên buồng bàn xếp xe tuyển nó vào, thằng Lam và thằng Luân, hai thằng vào làm việc 3 hôm thì đã giết chết cả hai vợ chồng chủ nhà để cướp tài sản. Do đó, nếu như nhà các bác kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, thì tôi khuyên các bác không nên ở tại địa chỉ kinh doanh. Các bác hãy ở một vị trí khác, một địa điểm khác, chứ mình ở cùng với cái nhà nghỉ. Rất nhiều gia đình là các tầng trên là cho khách trọ ở, tầng dưới hai vợ chồng ở, cực kỳ nguy hiểm. Vì khách đến nhà ta thì không biết thằng nào là thằng cướp, thằng nào là thằng trộm. Các bác hãy nhớ lại một địa chỉ rất gần đây, ngay phố Minh Khai này, phố số nhà 888 Minh Khai. Vụ thằng Lê Đình Trung ở cái tiệm rửa xe máy xảy ra vào năm 2007. Thằng thợ sửa xe, rửa xe máy trong cái gara ô tô của cái gia đình ấy, nửa đêm nó giết cả nhà, 6 người giết, có 2 người bị thương, còn 4 chết. Lê Đình Trung, tội phạm chưa thành niên, chỉ vì buổi chiều chửi nó câu, đêm nó giết chết cả nhà. Thế thì một nguyên tắc, chủ nhà không bao giờ ở cùng với người làm công nhá. Nếu như nhà bác nào mà có người làm thuê, các bác chủ khách sạn thì không bao giờ ngủ cùng với khách và ngủ cùng nhân viên ở trong cùng một tòa nhà. Thứ hai, hạn chế đưa những người quen biết trên mạng xã hội về nhà mình. Mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, bây giờ nó là riêng ở Việt Nam, nó khoảng độ, người ta tính nó khoảng độ gần 1/3 dân số Việt Nam đang dùng Facebook. Hơn 20 triệu người dùng Facebook và các mạng xã hội khác. Thế thì các mạng xã hội là cái chỗ người tứ xứ giao lưu kết bạn với nhau, add friend một cách tràng giang đại hải. Không biết là cái đối tượng mình kết bạn ấy, nhân thân lai lịch ra sao, làm nghề nghiệp ngỗng gì, hoạt động hiện hành thế nào. Thế nhưng mình chơi qua vài chuyến cà phê, cà pháo với Facebook, lôi nhau thế là dẫn về nhà ăn uống ngủ nghỉ. Đối tượng nảy sinh, nhìn thấy có tiền có vàng, thế là giết thôi. Rất nhiều vụ án đã xảy ra như vậy. Do đó, với những người mà không biết rõ hoạt động hiện hành của họ, nhân thân lai lịch là sao, theo tôi, hạn chế đưa về nhà và tuyệt đối không cho người lạ ngủ tại nhà. Ở quê ra cũng vậy. Rất nhiều bác là vì cái chuyện quê quán ngày xưa thôi, quê quán bây giờ con cháu nhiều khi cũng nghiện hút. Tôi nói các bác là có thể nó lợ lần tiền chơi game, nó lợ hoặc nó ma túy, mình không thể biết được. Ô thằng cháu thế này cho ngủ nhà, nửa đêm giết cả bác, giết cả cô, cả chú để lấy tiền, đang vì trả nợ mà. Thằng Luyện cũng giết người cũng chỉ vì nợ tiền cắm cái xe máy thôi, mấy triệu thôi, nảy sinh ý định giết người, đổi giết người như ngoé. Do đó, nếu như có con có cháu ở xa về mà không phải ruột già thân thích, con anh bà chị mà không biết rõ nó thằng này thế nào, theo tôi thôi, nếu cháu thích chú có thể cho cháu tiền, cháu ngủ khách sạn bên cạnh. Nhà chú về nó hơi chật chội ABC. Ê, chú cho tiền, chú book phòng cho mày, cho nó ở đấy. Chứ hạn chế đưa về nhà những người mà mình không biết người ta là ai. Và các bác nhớ vụ cướp tiệm vàng Kim Sinh không? Tiệm vàng Kim Sinh ở ngõ Thứ Sở đây này, xảy ra vào năm 1999. Thằng Châu Nguyên Ủy là một thằng chuyên đi bán vàng cho chủ nhà, cho chủ tiệm vàng Kim Sinh, khách quen. Bao nhiêu năm trước là thằng này nó làm ở mỏ ở bãi vàng, và nó cứ có vàng cố một cái xuống Hà Nội nó giao cho ông ấy. Thế là quen, quen nhau thì chơi với nhau từ xưa cơ, bẵng đi 6-7 năm. Một ngày đẹp trời nó gõ cửa, thế là ông lại cho nó vào nhà ngủ. Và đêm hôm đấy nó giết cả nhà, giết 4 người, giết để cướp vàng. Đấy, tức là bẵng đi quãng thời gian đấy thì thằng này nó lâm vào cờ bạc và nó nợ nần. Ông ấy không thể biết được, ông ở Hà Nội, nó ở Tuyên Quang mà.
À, thằng cháu quen biết quá, vào nhà mời cơm ăn cơm xong, thôi nhá, tối nay mày ngủ với thằng A thằng B. Lòng tốt đặt không đúng chỗ, rước luôn cướp vào nhà và nửa đêm hôm ấy nó giết sạch sành sanh, và đến một cái anh bị tâm thần nó vẫn giết. Ú ớ, người khuyết tật mà nó giết, nó không thương, nó không tha cho bất cứ ai cả. Đấy, mà cái vụ đấy cũng là do Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội bắt được ở dưới Hà Nam. Thế thì tranh thủ là tôi có nói qua một chút, vì một bác vừa rồi nói là về cái chống cái cướp quen ấy, phòng hơn chống. Chứ nó đã vào nhà rồi thì buộc phải đánh lại nó thôi, nhưng mà đánh lại hơi khó đấy. Nhưng mà tôi đằng nào chả chết, cố gắng đánh đó. Đánh nó còn có cơ sống. Chứ để nguyên ngoan ngoãn như ở Bình Dương ấy, ngoan ngoãn, nó vẫn cắt cổ mà. Nó buộc phải giết người ta. Đấy. Và hạn chế đưa người lạ đến nhà, hạn chế có những mối quan hệ phức tạp. Nhiều ông là thuê người vào về đấm lưng ấy, tầm quất, massage tại nhà ấy, cũng là ẩn họa cho cướp. Bây giờ nó xuất hiện những các hình thức dịch vụ, thậm chí mại dâm tại gia. Có các em rất xinh tươi, chân dài đến nách, sẵn sàng mua bán dâm tại nhà, tại địa chỉ. Thế là gọi điện, các em đến, các em phục vụ xong. Phụ nữ cướp bằng cách này, thúc độc, thúc mê, hòa vào nước, đưa chủ nhà uống. Chủ nhà sau khi thoải mái nằm ngủ giường, em pha anh cốc nước nhá, cho thuốc mê vào, thuốc độc vào. Thế là chủ nhà chết. Đấy là cướp đấy, cướp giết đấy. Nó không phải giết bằng vũ lực mà nó giết bằng những độc chất, tức là thủ đoạn khác. Đấy, thế thì tuyệt đối là dặn con cháu các bác, gia đình không nên tham gia vào những mối quan hệ xã hội phức tạp. Mại dâm này, massage này, những cái thứ đấy nó hấp dẫn đấy, hấp dẫn với đàn ông. Tuy nhiên nó rất nguy hiểm. Đấy, và phải tránh. Thế còn thời gian còn lại tôi xin báo cáo nhanh với các bác một cái chuyên đề về cướp giật. Thì thực ra thì cái cướp giật nó không nghiêm trọng bằng các hành vi cướp khác. Chẳng hạn như những hành vi cướp vừa rồi ấy, thì được định nghĩa trong Bộ Luật Hình sự là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác nhằm đẩy người có tài sản lâm vào tình trạng không thể kháng cự để chiếm đoạt tài sản. Thế đây là định nghĩa của khoa học hình sự về tội cướp. Thế còn cướp giật là gì? Cướp giật nó đặc trưng bằng hành vi nhanh chóng tiếp cận, nhanh chóng chiếm đoạt, nhanh chóng tẩu thoát. Cướp giật mà. Cướp giật nghĩa là nó không dùng vũ lực trấn áp người có tài sản, nhưng nó là lao đến, nó răng cái, nó giật xong nó chạy ngay. Nó trắng trợn, nó là công khai. Nó là một hành vi chiếm đoạt tài sản công khai, nhưng bản thân thằng cướp giật là nó không dùng vũ lực nó để nó chấn áp người có tài sản, mà nó giằng giật rất nhanh tẩu thoát để chạy. Thế thì có một vài cái tư vấn, vì thời gian nó không còn nhiều, thì tôi xin tư vấn một vài cái kinh nghiệm để các bác có thể về chia sẻ với vợ con gia đình. Trước hết là các đối tượng cướp giật, từ cái thực tiễn công tác điều tra phòng chống tội phạm của anh em chúng tôi ở Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội ấy, thì chúng tôi rút ra một cái quy luật là các đối tượng cướp giật hiện nay hoạt động rất là manh động, trắng trợn, và bất cứ lúc nào chúng ta ra đường cũng có nguy cơ đối mặt với cướp giật. Đây là cái hết sức nhức nhối. Lực lượng công an cũng đã hết sức cố gắng nhưng cũng không thể đủ sức để căng ra ở mọi ngả đường để bảo vệ sự an toàn cho người dân. Cướp giật, có một đặc thù cướp giật là thường xảy ra trên các tuyến giao thông. Chứ còn nếu mà cướp trong nhà thì là thành cướp tài sản kia rồi. Chứ còn đây là cướp ngoài đường. Nó luôn luôn xảy ra, nó thường xuyên xảy ra trên các tuyến giao thông. Đối tượng gây án thì độ tuổi chủ yếu rơi vào từ 15 đến 30. Thời gian gần đây rất là buồn, có thêm một số giáo viên đi cướp giật, một số công chức nhà nước cũng đi cướp giật, dính vào cá độ bóng đá, dính vào nợ nần. Ban ngày thì đạo mạo khoác bộ quần áo công chức, nhưng ban đêm là đeo khẩu trang ra đường tăm tia và giật. Đối tượng mà bọn cướp giật hướng đến nhằm vào chủ yếu là chị em phụ nữ. Vì sao?
phụ nữ khả năng xử lý tình huống kém là đông. Phụ nữ thì có thể là phụ nữ là duy tình, là đông duy lý. Đàn ông xảy ra tình huống người ta bình tĩnh hơn, người ta ứng xử mạnh mẽ hơn, người ta có thể đuổi bắt, người ta đánh lại nó ngay. Nhưng phụ nữ thì khả năng chống trả, khả năng đuổi bắt là không có. Nên do đó nó cướp ở phụ nữ thì nó an toàn hơn cho nó. Về đặc điểm tâm lý của nó, nó cũng rất là muốn chiếm đoạt tài sản. Đấy. Đặc điểm thứ hai là nó cũng giống như cướp kia, nó cũng sợ bị bắt. Và một cái đặc điểm thứ ba, tất cả những thằng cướp giật đều sẵn sàng trở thành cướp thường nếu như ta xông vào ta bắt nó. Nó đã giật được cái túi, đuổi theo lao vào bắt nó, thằng nào cũng có dao. Chúng tôi bắt 10 vụ cướp giật thì 10 vụ đều có dao. Quay lại sọc ngay, công an bắt nó sọc. Toàn mà đối tượng cướp giật chủ yếu đối tượng nghiện, ảo giác, đập đá, nghiện ma túy hoặc cá độ bóng đá. Nó bị sức ép về tiền, nó nợ nần thua độ, nó cần tiền thì chi tiêu, đặc biệt là bọn đang bị nợ nần, bị vay lãi ngày đấy, thế là bị cái bọn xã hội đen nó bảo mày không trả tao, tao giết. Thế là trước cái áp lực phải trả tiền ấy, làm liều, túng làm liều ra đường, thế là giật thôi, giật và thằng nào đi giật cũng mang theo đồ, bắt nó nào hết sức như cẩn thận, bắt sẵn sàng đâm lại xỉa ngay để chạy thôi. Và đối tượng cướp giật thường hoạt động theo băng ổ nhóm. Chị hiếm có đối tượng nào hoạt động đơn lẻ một mình, thường là hoạt động từ 2 tên trở lên, có những băng nó khoảng độ 6-7 đứa, cả con gái. Đấy, nó sống bầy đàn với nhau, 5-6 anh ngủ với một cô ở trong một cái khu nào đấy, biệt thự bỏ hoang, một cái nhà nghỉ, nhà trọ nào đấy. Đấy, sau đó đập đá xong, hút tài mà xong lại ra đường đi ăn cướp. Đấy, bọn đấy là bọn nó sống theo bầy đàn. Thế thì các đối tượng hoạt động theo băng nhóm thì luôn luôn có những cái thằng như sau. Thứ nhất, bọn tôi đã bắt những cái băng có 6 đứa, chia làm 3 xe. Xe đầu đi tăm tia, lượn trên đường, nhìn thấy một cô gái xinh xẻo, điện thoại sành điệu, cứ gọi này, túi vắt hông này, đằng trước lại có cái túi ngon, tiện giật thì nó giật, nếu không giật, alo. Tốp thứ hai, xe đằng sau chạy lên. Thằng đi trước tạo sự cố để cho cô này đang đi chậm lại. Nó giả vờ nó sang đường, nó tạt đầu, thế là cô đi chậm lại. Cô này đi chậm lại cái, thì thằng thứ hai trượt lên, phịch, vọt bỏ chạy. Xe thứ ba làm gì? Xe thứ ba làm chức năng cản địa. Trong tình huống bị đuổi theo thì thằng thứ ba, xe thứ ba, úi dồi ôi các bác ơi, cái gì đấy cứ lạng lách để chặn những xe đuổi theo. Xe đối tượng trước, nó tính toán hết. Và bọn nó chỉ, nó thường gây án ở những đoạn đường mà chuẩn bị đến các giao lộ, nó có nhiều đường rẽ, bùng binh nhiều đường rẽ, hoặc những đoạn đường thẳng này, nó giật một phát, tốc độ của nó nhanh hơn, nó sẽ vọt, trốn thoát được sự truy đuổi. Đấy thì cái tâm lý và cái thủ đoạn quen thuộc của tội phạm như vậy. Phương tiện chủ yếu để sử dụng vào các cái vụ cướp giật đó là xe máy. Rất nhiều xe được chúng nó độ lên để tăng cái phân khối, tăng tốc độ tối đa. Đấy. Và đồ cướp giật thì bao giờ nó cũng có, các bác lưu ý là nó có dao. Sẵn sàng chống trả quyết liệt để bỏ chạy. Đấy. Thế thì có mấy cái kỹ năng, có mấy cái cách để phòng ngừa cướp giật. Trước hết là tôi nói về cái phòng, để phòng cướp giật thì tôi khuyến cáo chị em phụ nữ không nên khoe của khi ra đường. Không oai gì cả khi mà đeo một cái vòng xiềng to ngón tay ở cổ ra đường cho nó oách. Chỉ mời cướp giật đến thôi. Nếu như các bác phải đi ăn cưới, nếu các bác cũng phải diện một tí, các bác hãy để những cái thứ đấy vào trong túi, và túi được để vào trong cốp. Chứ để cổ xe cũng có thể nó giật đứt cổ xe. Ở Sài Gòn nhá, đeo một cái laptop, đàn ông phải nói đeo laptop ở sau lưng này, chạy qua nó chặt thẳng lưng người ta để đứt dây cặp để nó giật. Thì các bác biết là cái xã hội bây giờ nó đang kinh khủng. Ở Hà Nội là còn bình yên, trông thế thôi còn bình yên chán, chứ Sài Gòn bây giờ khủng khiếp. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ ngồi trong quán, nó sống ở quán, nó giật đồ, nó chạy.
Bản thân tôi khi tôi cùng một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự Hà Nội vào trong thành phố Hồ Chí Minh bắt truy nã, mấy anh em cầm cái iPad ngồi ở trong cái quán cà phê, mấy ông cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát hình sự tổng nha cảnh sát khuyên: anh ơi, cất ngay iPad đi. Mà sao cất đi? Cướp giật đấy, công an đấy, công an tư vấn cho công an cẩn thận đấy, cướp giật đấy. Vì tổ lái Sài Gòn nó kinh lắm, công an nhiều khi không đuổi được, nó lái thợ vô cùng. Và bọn ấy thì nó phải giật thì nó mới có tiền, nó bị sức ép về tiền mà nó kinh khủng. Thế thì khuyên, lời khuyên đầu tiên với các bác: không khoe của khi ra đường. Cô gái này đeo một cái vòng gì rất là đẹp, tuy nhiên đeo đây được tí ra đường, ra cầu thang tháo cất túi đút vào cốp xe. Dây chuyền là cái thứ mà các bạn ấy rất thích, hoa tai các bạn rất thích, giật nó dễ. Rất nhiều cô gái bị đứt tai bởi cái hoa tai, vứt một phát là thôi đi cả tai, người lao xuống đường. Rất nhiều vụ phụ nữ bị giật chết. Sắc, cái sắc các bạn đừng tin vào cái quai, đừng tin vào quai. Và chính đôi khi cái quai đấy nó làm cho các bạn bị tai nạn. Các bạn đeo quai vào người này, yên tâm rồi, lướt răng cái này, phụ nữ tay yếu đổ xe kênh cho ngay. Thậm chí nó nhảy xuống, nó giật bằng được. Chỉ trong khoảng một vài giây, giật bằng được và biến mất trong dòng người. Thế thì một lời khuyên đầu tiên: không khoe của khi ra đường. Đừng bác nào oai ở người đi đường, chẳng ai biết ai là ai đâu. Tóm lại, hoặc nếu như thôi ngại đeo thì có áo chống nắng mặc trùm kín vào. Và thứ hai nữa, những cái túi các bác đừng có để hớ hênh ở giỏ xe. Bác nào mà để giỏ xe thì nó bảo là đây là bác mời em nhé, chứ không phải em muốn đâu, đây là do bác mời em, thì em làm tạm một cái. Không để những cái thứ đồ đạc của mình hớ hênh. Các bác nếu như để đồ, cái túi của bác, cái cặp laptop này, cái túi, thì các bác phải chằng nó qua đầu xe, quàng qua cổ xe. Nhưng theo tôi, tốt nhất là các bác lên để trong cốp xe, để đồ trong cốp xe. Còn nếu như cốp xe mà nó hết chỗ thì các bác để, nhưng tốt nhất các bác có cái dây, các bác chằng cẩn thận. Nó sẽ, đối tượng nó chọn hai cô gái. Một cô gái có cái túi, cô trông đẹp nhưng lại treo đây, lại dây quàng, lại còn buộc thêm mấy cái lạt vào nữa. Thôi, giật nó khó. Đi một đoạn nữa thì gặp một cô đeo tung tăng bên người này, giật ngay. Đặc biệt một cái thứ hai nữa là các bạn nghe điện thoại. Tiện mà, đi rút máy nghe, cứ vừa đi vừa nghe, rất sành điệu. Bạn ấy nghe bên này, trông rất oai. Đấy là mồi cướp giật. Cái kỹ năng phòng chống cướp giật thì nó rất nhiều. Các bạn đang đi trên đường, các bác đang đi trên đường, các bác nên quan sát qua gương chiếu hậu. Các bạn cứ thấy một cái thằng nào đấy nó vè ở đằng sau mình, cảnh giác nhá. Các bác thử một cách là các bác tăng tốc độ phát thì thấy cháu nó nhanh, các bác chậm lại phát thì cháu nó chậm. Đấy là các bác đang vào tầm ngắm của bọn nó rồi. Đấy là cách nhận diện đối tượng cướp giật dễ nhất. Các bác giả vờ tạt một cái điểm này vào một cái ngõ này cái, thấy các cháu cũng vọt theo, các bác quay ngược lại thì chập mặt nó ngay. Chẳng có lý do gì mà đối tượng bám theo mình qua ba khúc phố. Không loại trừ yếu tố ngẫu nhiên ngay. Người ta có thể chung mình đoạn đường này, nhưng đến cái giao lộ này vẫn thấy đi theo. Mình rẽ vào ngõ này vẫn thấy rẽ vào. Đấy là đối tượng đang theo dõi mình. Và hết sức cảnh giác với những tình huống đó. Đấy là một cái kỹ năng để phòng ngừa cái cướp giật. Thế còn để chống một cách nào? Tôi cũng nói rất nhanh thôi. Để chống thì chúng ta có một nguyên tắc: phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì phòng thì tôi nói rồi, nếu trong trường hợp mà bị đối tượng nghi vấn là đối tượng nó đang theo dõi mình, nó áp sát rồi, táp ngay xe vào vỉa hè hoặc nơi gần có các bốt công an đứng ở đấy, hoặc như nơi mà có những người đi bộ, người đang đi đường, táp xe vào, quay lại nhìn ngược lại, đứng thẳng này nhìn, nó sẽ chạy. Vì nguyên tắc nó sợ bị bắt. Mà khi tội phạm thậm chí đang định tâm cô gái, cô đứng phát lại, cô nhìn này, đồ đạc thì đứng đằng sau, đứng chặn lên hết trên trên này, nó không thể giật được.
Thì đấy là những cái kỹ năng. Hoặc các bác cần phải nghe điện thoại, kể cả các bác nam giới nha, các bác đừng chủ quan, nó cũng giật của cả nam giới đấy. Thì các bác việc đầu tiên, đang đi có điện thoại, các bác táp xe vào lề đường, chống chân xuống, quay lại ngái lại đằng sau, an toàn. Nghe và nghe bằng bên phải nhé. Lưu ý các bác, cái bên này là bên đường này, đây là cái đường nhỉ. Tôi có điện thoại, tôi nghe này là tôi làm mồi cho cướp. Nó hớt ngay, chạy qua nó hớt phát điện thoại bay ngay. Thì nếu như buộc phải nghe, úp này và táp xe vào bên hông bên đường, ngồi nghe. Và tốt nhất ở bên tay phải tôi, nếu như có một cái cột điện, có một cái cây nào đấy, tức là một cái chướng ngại vật nào đấy thì tốt hơn. Bởi vì có đối tượng sau khi nó thấy các bác nhảy, nó sẽ lượn xe sang bên này, thì nó vướng vào cái chướng ngại vật này. Đấy là những cái cách để các bác có thể là xử lý trong tình huống đi trên đường. Thế còn như này, chẳng may bị giật thì các bác nhớ lại cho tôi, tính mạng mới là thứ quan trọng. Các bác nếu như ví dụ các bác dừng xe, nó dừng xe rằng các bác giữ lại, nhưng các bác hết sức cẩn thận khi truy đuổi. Nhiều người vì tiếc của đuổi theo đối tượng và xảy ra tai nạn. Cái này là cái hết sức nguy hiểm. Các bác lưu ý này, nó có một cái thủ đoạn. Thủ đoạn bây giờ là nó cướp giật, nó tinh vi lắm. Chứ nó không chỉ là mỗi chuyện lượn xe đâu. Nó sẽ tạo sự cố giao thông. Đặc biệt chị em phụ nữ, nó sẽ tạo sự cố giao thông. Nó giả vờ va quệt, hai thằng trong nhóm nó va quệt trước mũi xe mình. Thế mình đang đi đến phát thì thấy một đám đông xe bị chặn lại va quệt nhau. Mình dừng lại. Trong lúc dừng lại, các bác phải hết sức quan sát đồ vật của mình. Vì đây là nó giản dựng. Để các bác giảm tốc độ xong phát thì thằng thứ ba giật đồ chạy. Chạy, thậm chí chạy ngược chiều, chứ không phải là chạy xuôi. Thế và có một cái cách nữa, tức là các bác không nên cho những người lạ đi nhờ xe. Rất nhiều chị em phụ nữ thấy các chàng trai đẹp trai đi bộ thong thả một mình, xin đi nhờ là cho lên xe. Như thế là làm mồi cho cướp rồi. Cướp hoặc cướp giật, thậm chí là hiếp. Nó đã cầm lái mình rồi, nó sẵn đưa sang điều mình đến chỗ địa điểm hoang vắng để thực hiện hành vi phạm tội. Thế và khi các bác đi sang đường, ấy, thì bao giờ là các bác cũng nên cầm tài sản bằng vào tay phải. Và cái chỗ mà các bác cầm tiền ấy, cầm ví, cầm đồ của mình ấy, nên hướng vào phía trong. Chẳng hạn mình có hai người thì cái ví sẽ được đi ở giữa hai người, chứ đừng nên chìa ra phía bên ngoài. Thế còn tôi đang nói là trong trường hợp mà các bác bị đối tượng đã xảy ra bị cướp giật rồi, thì theo tôi là việc đầu tiên là ta hô hoán âm mỹ đấy. Ôi dồi ôi, cướp giật, nói rõ. Thằng áo đỏ đi xe kia vừa giật túi của em, nói rõ nội dung nhé. Chứ nhiều cô gái lúc ấy cuống lên rồi thì ôi dồi ôi, làng nước ơi. Dân đi đường dừng lại hỏi, thế làng nước có chuyện gì thế, mãi không nói ra câu. Mà đối tượng này chỉ cần một tích tắc là nó có thể biến mất. Do đó, cố gắng trấn tĩnh ngay. Cướp giật. Thằng áo đỏ, thằng áo đen, thằng đi xe biển kia, nó cái kia. Để huy động sự truy đuổi của mọi người. Còn bản thân các bác thì không nên truy đuổi theo ngay. Nếu như lực lượng mình đông thì đuổi. Còn trên một đoạn đường vắng, hai đối tượng đã giật túi các bác mà các bác đuổi theo là rất hết sức dại dột. Có đuổi kịp nó rồi, có thể nó đạp cho phát các bác lộn ngã xe, vỡ đầu. Hoặc xông vào nó rất là rút dao đâm chết. Thay vì mất cái túi, mất cả mạng. Đó là những cái thứ mà tôi khuyên các bác hết sức cảnh giác. Sau khi xảy ra cướp giật thì luôn luôn cố gắng trấn tĩnh,
Nói chung trong mọi tình huống đối tượng đã đối mặt tội phạm là phải bình tĩnh, trấn tĩnh bằng cách hít thở sâu, quan sát xem, cố gắng nhớ biển số, kể cả biển giả cũng được nhé. Các bác lưu ý, sau khi truy ra đối tượng, truy kể cả truy theo biển giả thì sẽ có những người A, người B, người C biết cái xe biển giả nó xuất phát từ những điểm nào. Các bác phản ứng đầu tiên sau khi xảy ra cướp giật, hô hoán để nhờ những người cùng đi, cùng đường truy đuổi. Cái điều thứ hai, nhớ ngay đặc điểm sơ bộ đối tượng, nam giới khoảng bao nhiêu tuổi, chiều cao, đi xe gì, biển số xe. Cố gắng nhớ được dãy số. Có bút ghi chép thật nhanh, 29 U mấy rồi thì bao nhiêu đấy, ghi nhanh. Và một việc nữa, đó là khẩn trương trình báo tại cơ quan công an. Các bác hết sức lưu ý, gần đây có nhiều người dân sau khi trình báo với công an xong thì đợi mãi cũng không thấy bắt được tội phạm. Chán, ui đằng nào mất rồi, thôi chả báo nữa. Mất xe máy đấy, không báo. Chính cái việc này nó gây khó khăn cho chúng tôi. Vào cuối năm 2013, bọn tôi đánh một cái chuyên án xe máy, thu được 40 cái xe. Tìm bị hại sắp chết. Tìm đối tượng đã khó rồi. Khai đối tượng khai ra chỗ bán xe, bắt được xe đưa về số 7 để chật xe ở số 7 Thiền Quang rồi, nhưng không tìm được người mất xe. Không tìm được người mất xe. Xác minh các kiểu, theo đăng ký xe, theo số khung số máy thì ra được cái người từ 8 đời nào đấy rồi, chủ xe từ đời nào rồi. Còn cái người mất hiện tại, tức là người ta mua bán, người ta sang tay, người ta không làm sang tên đổi chủ. Những cái xe nó cũ rồi, người ta không làm sang tên, vẫn đi cái đăng ký của cái ông đầu tiên. Đến lúc mà bọn tôi tìm được cái xe, bọn tôi đi xác minh ra chủ đầu tiên, thì chủ đầu tiên nó không, cái xe tôi bán cái đây 10 năm này, không biết lưu lạc đi đâu. Và thế anh có nhớ cái người mua xe của anh đầu tiên không? Cách đây 10 năm anh bảo tôi bán cái xe, làm sao tôi nhớ được. Cực khó. Vì người mất xe không trình báo. Cái chuyện nên tôi khuyến cáo mọi người, mất cắp hoặc bị cướp giật đều nên trình báo với cơ quan công an. Có thể không ra ngay tại thời điểm các bác trình báo đâu, vì tội phạm nó di động, nó biến động, nó chạy địa bàn tỉnh này tỉnh kia. Nó có thể nó ăn trộm xe ở Hà Nội, nó đi theo đường dây của nó vào tận Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, nó gửi theo xe khách liên tỉnh vào tận Thành phố Hồ Chí Minh, dập súng xuống máy Thành phố Hồ Chí Minh đưa sang Campuchia bán, đấy là điều hoàn toàn xảy ra, đưa sang Lào bán hoặc bán lên Tây Nguyên. Do đó các bác hy vọng mà nó lực lượng công an bắt được ngay đối tượng là cái điều hơi khó. Tuy nhiên vì sao tôi vẫn khuyên các bác phải trình báo công an, bởi vì như này này, quá trình đối tượng lưu thông cái xe trên đường, nó có hàng ngàn lý do để cái xe này bị công an giữ lại. Một, không đội mũ bảo hiểm. Hai, va quệt giao thông. Ba là lực lượng 141 tuần tra kiểm soát ngoài đường. Rất nhiều cái lý do để cái xe này bị cảnh sát, người ta vô tình người ta giữ lại. Và về nguyên tắc trong ngành công an, khi đã giữ xe mà những xe nào mà không có đăng ký xe thì việc đầu tiên là đều phải nhập số khung số máy của xe đấy vào hồ tàng thư xe tăng, tức là vào tra cứu, nạp số khung số máy, đánh enter, máy hiện lên ngay số khung số máy này là xe tăng vật xảy ra hồi ngày giờ tháng năm tại tỉnh này. Nào, có phải là tự nhiên các bác lấy lại được xe không? Cướp giật cũng vậy. Mất ví, trong ví có điện thoại thì là ngon rồi. Bọn tôi rất thích mất điện thoại. Đối phương mà lấy điện thoại thì nghĩa là bọn tôi dùng cái từ là có tiền đi chợ, tức là có căn cứ để tìm nó. Xảy ra một vụ án, bọn tôi đến hiện trường, bọn tôi hỏi ngay, mất điện thoại không? Mất điện thoại, anh em nhìn nhau, gật đầu. Có cái mà bám vào rồi. Còn đương nhiên về mặt chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ sâu thì tôi không nói, nhưng tóm lại là các bác nên trình báo bị cướp giật, nên trình báo. Đấy. Trình báo, nếu các bác không trình báo thì vô hình chung đối tượng được dung dưỡng ở ngoài xã hội và nó còn tiếp tục đi gây án với những người khác nữa.
Nhưng nếu như các bác trình báo thì cái chết cơ quan pháp luật người ta sẽ nắm được đối tượng. Có thể người ta không bắt được hôm nay nhưng người ta sẽ bắt được ngày mai. Vì các cụ có câu rồi, đi đêm nắm là có ngày gặp ma. Mà nó đã phạm tội chuyên nghiệp thì nó ăn vụ này xong nó phải ăn vụ khác. Vì nó sống ở nghề này. Thì có thể không bắt nó ở được cái vụ nó cướp các bác, nhưng nó sẽ bắt được vụ sau, người ta đấu tranh ngược lại. À, báo cáo bác là tuần trước em vừa gây ra 4 vụ nữa. Cướp đâu? Cướp ở đường Láng, chỗ cầu vượt Láng Hạ. Dở hồ sơ ra, à đúng, tuần trước có một cái đơn trình báo tại Láng Hạ xảy ra vụ cướp. Thế là có bị hại rồi, có đối tượng rồi. Lập tức quay ngược lại, cái điện thoại này, cái ví này, tiền này, xe này mày bán ở đâu? Truy theo, thế là tìm được tang vật cho các bác. Đó, cái nghề công an sẽ điều tra bắt tội phạm như thế, cũng để các bác nắm, để có một niềm tin vào pháp luật. Có thể không ra ngay nhưng sẽ ra. Nếu đối phương còn đối tượng tiếp tục hoạt động thì còn sẽ xảy ra, còn có thể sẽ bị bắt. Có một cái vấn đề cuối cùng tôi chia sẻ nốt vấn đề này không ta nghỉ. Đó là rất nhiều bác không biết là sau khi bắt được, nếu như nhá, truy đuổi được thằng cướp giật, bắt được nó thì làm gì? Thưa các bác, bắt được thằng cướp giật rồi, lấy được cái ví rồi, thì bác làm gì? Xin hỏi cô gái bản đầu. Nếu em bị cướp giật, em được các hiệp sĩ trên đường phối hợp truy đuổi, bắt được đối tượng, bắt được xong, lấy được ví, em sẽ làm gì nữa tiếp theo? Nếu mà bắt được đối tượng cướp giật rồi ạ, thì em sẽ nhờ luôn các hiệp sĩ đưa đến chỗ đồn công an gần nhất ạ. Cảm ơn em. Đây là một giải pháp hợp lý nhất. Có nhiều bác bắt được xong, lấy được ví rồi, quánh một trận, xong là tha. Vì sao? Đưa nó đến công an lại mất cả một buổi của mình. Nhiều bác nghĩ thế đấy. Chứ không phải ai nghĩ được như cô gái này đâu. Rất nhiều bác nghĩ, ui, dây ở cái đội công an nó lấy lời khai thì khiếp mất hết việc. Rồi thì ra tòa giá thiếc làm chứng làm việc, bị hại mất thời gian, mình đang bao nhiêu việc. Và sau khi lấy được ví thôi, tiền lấy được rồi, điện thoại lấy được rồi, thôi, đánh cho nó trận, tha. Đây là một cách ứng xử sai. Như tôi vừa nói, chưa kể các bác và cái đám đông ấy, trong lúc tức mình đánh nó mà nó lăn quay ra chết thì các bác phạm tội giết người. Nó mà ngắc ngoài thì các bác phạm tội cố ý gây thương tích. Đang đúng thành sai. Do đó, bắt được đối tượng cướp giật, việc đầu tiên, chụp ảnh. Ai có điện thoại rồi, rút máy ảnh ra, rút điện thoại ra, chụp ảnh đối tượng cùng với tang vật. Chụp ảnh xung quanh, bao quát thành hiện trường luôn. Tức là những người dân bắt được, khống chế đối tượng, rút trong người nó ra thì chụp ảnh tất cả những đồ vật để chứng minh. Đây là chứng cứ mà. Chứng minh tại thời điểm này mày bị bắt có những người này, đồ vật rút ra từ trong người mày là những thứ này. Sau đó, khuyên các bác đừng nên đánh tội phạm. Có thể khóa trói nó, khống chế nó. Mọi người dân đều có quyền và nghĩa vụ phối hợp với các cơ quan chức năng trấn áp tội phạm. Đây là trường hợp phạm tội quả tang nên bất cứ người dân nào cũng có quyền bắt. Đây là phạm tội quả tang. Ngay sau khi gây án thì bị truy đuổi liên tục và bị bắt giữ thì bất cứ ai cũng có quyền bắt. Bất cứ ai cũng có quyền khóa nhưng lại không có quyền đánh. Đánh nó là mình đang đúng thành sai đấy. Nếu mà nó chết là mình phạm tội giết người. Nó mà bị thương tích thì mình phạm tội cố gây thương tích. Thì trong những tình huống đấy, sau khi chụp ảnh xong, mình giữ tài sản lại, chụp ảnh toàn bộ tài sản xong, giải đối tượng đến cơ quan công an gần nhất. Nếu như mình đang bận việc, mình sẽ cung cấp thông tin, số máy điện thoại, địa chỉ của mình và hẹn lấy lời khai vào lúc mình rỗi nhất. Sau đó mình bàn giao đối tượng lại cho công an và mình có thể mình đi làm việc của mình. Thì đây là những cái cách ứng xử tôi nghĩ là nó hợp lý nhất, khôn ngoan nhất. Nếu chúng ta tha cho đối tượng thì nghĩa là ngay buổi chiều hoặc ngay ngày mai lại có một nạn nhân khác như mình. Tức là đối tượng được dung dưỡng ngoài xã hội, được sống ngoài vòng pháp luật thì nó còn tiếp tục
gây hại cho cộng đồng. Do đó với trách nhiệm công dân thì chúng ta phải góp sức, chung tay góp sức để đấu tranh, ngăn chặn, chấn áp tội phạm. Và việc mình bắt được tội phạm thì mình phải có trách nhiệm giải đến công an, cùng với người dân đi đường giải đến công an để người ta xử lý theo các quy định pháp luật. Đến đây thì tôi xin tạm dừng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn các bác đã chú ý lắng nghe. Sau đây xin các bác nào có câu hỏi cần làm rõ thêm về các chuyên đề ngày hôm nay, các bác cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Em có mấy câu hỏi muốn hỏi như này ạ. Nếu như mà cướp ở trong nhà ấy ạ, thì ví dụ như là ở khu vực nhà em thì dân cư rất là ít ạ, và mọi người cũng đi làm hết. Nếu như trong trường hợp mà em có việc phải về nhà vào buổi trưa đột xuất ạ, em vào nhà thì có sự phát hiện ra một có sự đột nhập rồi, thì em có nên đi vào nhà hay em làm cách nào ạ? Nếu mà đi vào nhà thì em lại gặp phải đối tượng rồi ạ, còn nếu mà đi ra thì lại không được, thế thì phải làm thế nào ạ? Đấy là một câu hỏi. Còn nếu có một câu hỏi nữa về trường hợp ở trên đường ấy ạ, ví dụ như là con gái mà bọn em có việc phải đi về vào buổi tối, nhưng mà cái ngõ nhà em rất là tối và vắng vẻ, khoảng về nhà tối như thế mà gặp phải trường hợp như là có một anh trộm là đấy nhảy ra. Trộm tình, có một anh trộm tình là đấy nhảy ra. Anh nhảy ra bắt em phải đưa chìa khóa xe, đưa hết đồ đạc, thì em phải làm thế nào ạ? Mà lúc đấy thì cũng chẳng gọi được ai nữa ạ. Thì em phải làm thế nào ạ? Rồi, cảm ơn em. Hai câu hỏi này là hai câu hỏi tương đối phổ biến. Như lúc trước tôi đã chia sẻ đấy, tức là khi mình đột xuất mình trở về nhà mà cảm thấy trong nhà như là đang có người lạ, thế thì lời khuyên của tôi là gì? Không nên vào nhà. Ở đâu cũng có công an. Nếu ta không biết số máy công an phường thì cảnh sát 113, hoặc nếu không thì bấm 041080 hỏi ngay số máy công an phường này. Em chẳng hạn em ở Hà Đông, phường Hà Cầu chẳng hạn, thì họ gọi công an phường Hà Cầu, thưa anh, nhà em có dấu hiệu bị đột nhập, đi các anh xuống ngay. Hoặc ban bảo vệ dân phố, ở đâu cũng có, xuống ngay. Chứ còn nếu tình huống đấy, nếu như em là một người bản lĩnh thì em có thể mà muốn quan sát xem anh trộm có đẹp trai không ấy, thì em hẵng lên vào. Nhưng theo anh thì không nên. Thế còn tình huống thứ hai xảy ra khi các cô gái đi đêm về. Đây là những tình huống nó rất nhạy cảm. Đôi khi không muốn đâu, nhưng các cô gái của chúng ta vẫn phải về nhà một mình vào đêm khuya. Thì tôi vừa viết một cái chuyên đề về chống hiếp dâm, các biện pháp phòng và các kỹ năng chống hiếp dâm cũng như chống cướp tài sản trên đường. Thế thì cái vấn đề mà em hỏi nó chính là một cái chuyên đề lớn. Thế nhưng mà với quỹ thời gian này tôi xin chia sẻ mấy ý này thôi. Khi đối tượng xông ra trong một cái hẻm vắng xông ra thì em phải hết sức lưu ý như này. Ta cần giữ cái gì? Em cần giữ gì? Vấn đề em quý xe hay em quý em? Nhưng vấn đề tự hỏi lại chính mình. Mình có cần sống không? Hay mình cần cái xe này? Mà mình đã không sống thì cái xe này không... Thì người khác đi chứ không phải mình đi. Đúng không? Do đó giữ tính mạng là cái đầu tiên. Nhưng lưu ý, trong quá trình tiếp xúc đối tượng, không phải là mình đưa ra vào mình mình bỏ hết. Quan sát nó, ghi nhớ nó. Tại thời điểm đấy em không có khả năng tự vệ. Em mà chống trả, em lưu loa có thể một con dao xỉa, em làm gục ngay. Xe nó vẫn lấy, điện thoại vẫn lấy, túi ví nó vẫn lấy, mà em thì chết. Do đó không nên, không manh động, không chi hô nếu như chỉ có ếch nhái nó nghe được thôi. Ở những đoạn đường mà không có ai cả thì mình hô ai nghe. Và mình hô lại làm cho nó bị kích động. Nó xông ra, rút ra dao, con này đưa xe đây. Nó một câu, bảo thôi anh để anh tha cho em. Anh thôi anh xe anh lấy đi, giấy tờ anh để lại cho em. Không sao. Nhưng trong thời điểm đấy là mình phải quan sát xem thằng này độ tuổi, chiều cao, giọng nói, đặc điểm. Mấy thằng
nó cướp xe mình thì cái xe bên cạnh nó đi là xe biển số nào? Cố gắng nhớ, nhớ để báo công an ấy. Chứ không phải nhớ để đem về viết lên đưa Facebook đâu. Nhớ để ngay sau đó tìm cách đến cơ quan gần nhất. Và hướng chạy của nó chạy hướng nào là phải quan tâm. Hướng tẩu thoát của đối tượng khỏi hiện trường. Hướng đến, hướng tẩu thoát. Có bao nhiêu đối tượng nó mang theo cái gì? Cái xe nó đi, bao giờ nó cướp mà, bao giờ nó phải có cái xe nữa. Cái xe biển gì? Và anh lưu ý, nếu như bọn em bị cướp, nên khuyến mãi cái điện thoại. Nên khuyến mãi cái điện thoại. Anh ơi, em còn cái điện thoại đây, biếu anh nốt. Cho nó cầm điện thoại. Với tư cách cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, khuyên nên cho luôn bạn cái điện thoại. Điện thoại đẹp được cho. Vì có thể 2-3 ngày sau em sẽ lấy lại được tất cả về. Cái ví của em là vật vô tri vô giác. Cái xe của em là vật vô tri vô giác. Nhưng cái điện thoại này là một cơ thể sống. Cái điện thoại là một cơ thể sống. Nó có sự liên hệ. Nó là cái vật dùng để liên lạc. Đúng không? Cướp à? Đây mình cho thêm bạn cái điện thoại. Bạn cầm đi. Bạn cầm về mà dùng. Và ăn đòn với bọn anh chỉ trong vòng 2 ngày. 2 ngày sau cái máy điện thoại ở đâu thì bọn anh sẽ biết nó ở đấy. Đúng không? Nó tìm cái điện thoại ấy. Ăn từ sóng đến rời này để lần ra nó ở mặt đất. Chứ nó bị... Nếu nó lấy cái giấy tờ xe hoặc lấy tiền của em nó tiêu thì... Hoặc lấy vàng của em, vàng nó không biết nói. Nhưng điện thoại nói được, nghe nói đọc viết được. Nhá. Nên tạm thời chấp nhận thoát ly tài sản. Đừng luyến tiếc tài sản mà tranh giành rằng giật với nó là có thể sẽ bị nguy hiểm. Cố tình, đây em còn điện thoại, anh cầm đi. Nó sẽ chết từ cái điện thoại. Còn bác nào còn câu hỏi khác không ạ? Thưa trung tướng, là nếu như là thằng cướp đấy nó bỏ cái sim, tôi hiểu câu hỏi của anh rồi. Có một số vấn đề về mặt nghiệp vụ tôi không được nói sâu, thế nhưng tôi chỉ nói như này, cái điện thoại nó giống như cái xe máy, cái sim là cái biển số, cái biển số thì tôi lắp cái gì vào đấy chả được, đúng không? Thế nhưng cái xe máy nó còn cái gì nữa? Hả? Đúng. Nó còn cái số khung số máy. Thì trong này nó có cái số khung số máy này. Và ra tìm là tìm từ số khung số máy. Tôi nói cho tôi không được phép nói sâu. Nhưng tóm lại là cứ khuyến mại điện thoại đi. Mất điện thoại là chúng tôi rất mừng. Vụ nào mà không mất điện thoại thì hơi lo. Mà vụ này hơi căng. Không có cái chỗ để bấu. Nhưng nếu có điện thoại thì là chúng tôi cảm thấy là hay rồi. Giết người cũng thế. Giết người cướp điện thoại thì xong rồi. Đó là những thứ mà tôi cũng chỉ được nói phép nói đến đây. Đấy, thế còn như nào đó là liên quan nghiệp vụ công an thì không được phép chia sẻ nhiều. Rồi, chân thành cảm ơn các bác đã lắng nghe. Rồi, chúc các bác mạnh khỏe. Rồi, chúc công tác hội là ngày càng thành công. Rồi, xin cảm ơn các bác. Xin kính thưa Trung tá Thạc sĩ Đào Trung Hiếu, thưa toàn thể các bác, các đồng chí, sau hơn 2 tiếng đồng hồ chúng ta được giao lưu, được Trung tá Thạc sĩ Đào Trung Hiếu cung cấp cho chúng ta phương thức thủ đoạn và một số cách phòng chống, kể cả một số vấn đề nó liên quan đến công tác nghiệp vụ của ngành công an để chúng ta phòng chống là một điều mà chúng tôi cho rằng rất cần thiết. Thì thay mặt cho những người khiếm thị Hà Nội và các bác công chí ngoài ở đây, xin chúng ta có một tràng pháo tay thật lớn để trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Đào Trung Hiếu. Nhân dịp sắp tới kỷ niệm 70 năm thành lập Công an Nhân dân Việt Nam, thì cho phép cá nhân tôi và những người khiếm thị thủ đô xin kính chúc lực lượng công an chúng ta ngày càng lớn mạnh và
thực hiện thật tốt 6 điều Bác dạy Công an Nhân dân, và chúng ta làm tốt cái nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cuộc sống của chúng ta. Thế và cũng xin kính chúc đồng chí Đào Trung Hiếu sẽ ngày càng có những bước tiến xa hơn, cao hơn, để đóng góp phần quan trọng cùng lực lượng Công an Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Và cũng nhân dịp này cho phép tôi gửi lời chúc tới gia đình đồng chí Đào Trung Hiếu gia đình mạnh khỏe hạnh phúc. Vâng ạ, vâng. Và cũng nhân dịp hôm nay thì cũng xin được trân trọng cảm ơn Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho Hội Người mù thành phố tổ chức cái buổi tuyên truyền pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã tạo điều kiện cơ sở vật chất cho chúng tôi để thực hiện cái nhiệm vụ hôm nay. Và cuối cùng, một cái việc rất quan trọng, xin trân trọng cảm ơn tất cả các bác, các đồng chí có mặt hôm nay để chúng ta giữ một cái buổi hội thảo rất là quan trọng, rất bổ ích. Sự có mặt các bác rất quan trọng và tạo cái thành công cho cái buổi tuyên truyền pháp luật của Trung tá Thạc sĩ Đào Trung Hiếu. Vâng ạ. Chân thành cảm ơn anh. Về phía cá nhân tôi thì sẵn sàng sẽ còn những buổi sẵn sàng có những buổi chia sẻ nữa dành cho hội. Và sau khi cuốn sách công trình của anh em chúng tôi xuất bản thì chúng tôi cũng sẽ xin gửi tặng hội một vài cuốn để các anh có tài liệu để tuyên truyền và phổ biến trong hội viên để giúp cho cuộc sống của gia đình anh em hội viên nó an toàn hơn. Xin cảm ơn các bác ạ.